Giờ tôi mới thấy tôi mặc bộ đồ này. Nó nổi cái chỗ mấy con gấu. Anh chỉ định trình hình cái chỗ mấy con gấu. Tiếng đò chiều cả nhà. Có quần legging dài không chị? Legging dài hả? Đức Hàng em ơi. Legging dài đang Đức Hàng. Tôi chịu em lắm luôn á Thùy à. Cái đùi hả? Có ngố à? Hiện tại là đang có ngố thôi chứ không có gì hết. Đang có quần ngố à đàn ơi. Cam nhạc nè. Con này nó phối nha. Con này chắc cô tông mịn. Hồi xưa ba bán con này là 95. Quần nỉ dày em không có thảo Sara ơi. Ủa ngoài đó đang nắng lắm mà. Em nhớ Bình Thuận là mình Phan Thiết mình là đang nắng nóng lắm mà ta. Nỉ dày mà không có. Hả? Áo trắng giống hình đó hả? Tại vì hình là về như vậy thôi chứ thực sự là nhiều khi có mẫu có mẫu không. Hàng này hàng sale bốc đại mẫu mà. Chứ đâu phải được lừa mẫu đâu. Kiểu như là xưởng kho nó gửi hàng và gửi màu và gửi mẫu như vậy á. Có một không. Mấy kia trắng hả? Con này một cam sữa cũng dễ thương quá trời nè. Tay dài nè. Free size dài mai 45-65 kỹ vừa nha. Chốt thun mịn lắm. Chốt cực kỳ mịn luôn á mọi người. Nè. Con này dài mai 45-65 kỹ vừa à, xếp phối nè. Áo cam sữa quần Mickey hình logo giống như cái áo á. Nhưng mà nó phối màu. Đợt trước là về áo cùng màu, đợt này là về phối màu ha. Xinh lắm nha. Cam sữa cho Mai 89.000. Không. 89.000 cho Mai cam sữa. Đó, tình yêu đòi lấy comment cho Mai cam sữa cho Mai ha. 89.000 thôi. Các bé còn có mấy cái size nhỏ à, đi lên nữa. Vậy. Alo. Alo. Dạ dạ dạ. Bao nhiêu lâu nữa anh? Làm 40 phút như vậy. Dạ. Rồi rồi rồi. Lê Thiên Phúc có cam sữa à? Lê Thiên Phúc có cam sữa mấy hàng rác xạo đó. Nó để xin tiền thôi. Lúc nào nha mua chỗ này nó cũng nói chỗ đông lắm, 40 phút nữa, tiếng nữa. À, đợi được không? Đợi được không? Không đợi được hủy đơn đi. Mẹ bà nó tưởng sao? Cuối cùng. Lái xe lại. À, 50 phút sau quay lại liền. Bị một hai lần là tưởng dễ ăn đó. Đâu phải là dễ lừa con bầu đi đâu. Rồi cam sữa cho mấy con này nha, 45-65 vừa cho mấy con này, free size cam sữa. 89.000. Em quay cháu xịn sò ha, chút đẹp lắm. Các bé còn 20 kg không? 20 kg bé trai bé gái em ơi. Khoai mê bé trai bé gái. 89.000 cho Mai kem sữa nha. Bộ mặt cho Mai mã ra. Bộ mặt cho Mai là mã gấu hồng. Bộ mặt cho Mai gấu hồng. Gấu hồng nó có tay ngắn và tay dài nữa. Có Mickey nè. Mickey xanh nè. Rồi gọi lại nữa.
Alo. Nghe em. Hết matcha trà xanh hả? Đổi thành cacao. Rồi ok. Rồi. Hello hello mọi người. Bé gái 20kg hả? Hình như vậy hết rồi đúng không ta? Còn bé trai không à? Bé gái 20kg hết rồi, còn xe nhỏ à? Bé 20kg hết rồi Trần Điêu ơi. Quần ngố lẻ là quần gì? Không có quần ngố lẻ. Con này nha Mai nha mọi người nha. Chỗ quần caro xanh kìa. U là trời. U là trời. Bộ bé trai 40kg có bộ heavy lụa. Bộ lụa, lụa mango á. Eo vị trắng với đen á. Đây nè, đây là sau lưng em này, em ngồi đèo luôn á. Con này nha Mai nè. Nikki xanh nha, áo xanh, quần sọc caro xanh. 89.000 nha Mai, mã sọc xanh. À, thả xa ra hả? Cái này là thả xa ra rồi. Ngố chị mặc hoài á, thì có quần ngố lấy skin á. Hình như còn hai cái à. Rồi con này da mã sọc xanh giùm ai nha. Sọc xanh giùm ai con này. Sọc xanh. Thấy chưa? Mới gọi đây mà thằng làm nó làm rồi. Bút được phút qua da. Caro xanh nha, sọc xanh giùm ai con này nha mấy chị nha. Frisa 4565 cái vừa giùm ai sọc xanh cho mọi người 89.000. Set này mấy chị mua ở ngoài phải 130, 140. Set này phải ngoài ở ngoài phải bán 130, 140. Con này là hàng Quảng Châu nha, chứ không hàng Việt Nam may lên đâu, mọi người yên tâm ha. Túi giúp xịn sò, bao bì, tắc mạc đầy đủ giùm ai. Rất là đẹp luôn, chất mịn lắm. Chất Quảng Châu là nói chung là không có đụng hàng của hàng Việt Nam đâu. Việt Nam cầm ở sớ vải là biết liền. Con này cho mai là chất hàng Quảng Châu nha, 89.000 thôi. Caro xanh nè. Đó. Chị Loan Nguyễn có sọc xanh à? Loan Nguyễn sọc xanh. Caro xanh Mickey nha, mà ở nhà siêu cưng luôn á mọi người nha. Chốt em mã sọc xanh giùm ai ha. Sọc xanh, mỗi thứ có mấy bộ không có nhiều đâu. Sọc xanh giùm em con đó. Sọc xanh còn hai bộ nữa hết rồi. 89.000 cho em sọc xanh. Rồi Mickey đen nè. Chị Nguyễn Huỳnh có sọc xanh ạ. Nguyễn Huỳnh có sọc xanh, ok 89.000 đúng rồi, quần free size em 40kg, 70kg vừa luôn. 40kg, 70kg vừa luôn á, quần là free size. Quần luôn, quần thun thả vải. Đúng rồi chị, quần thun á chị. Quần treo bao nhiêu chị? 75.000, quần le treo 75.000, vải bo rip co giãn. Nói chung hàng nhà Mai là ưu tiên free size cho mọi người nha. Tại vì Mai lấy những cái chất nào mà co giãn thoải mái cho mọi người Mai mới bán không à. Chất nào ít co giãn mới ít lắm. Rồi con này cho Mai nha. Phát nữ dày chỉ có đến với Mai là có thôi. Đợi Mai xíu thả xa ra thôi. Con này em nha mấy chị cho quần beo nè. Quần nè đốm beo nè ha. Set nè quần Lê đốm. Thiên Phúc có bộ mặt à. Lê Thiên Phúc có bộ mặt ok đâu rồi. Rồi con này cho em mã đen nè. Áo là Mickey, quần là beo. Dễ thương ghê chưa. Free size dùm Mai nha mọi người nha. Chốt Mai mã đen 89.000 đen. Hàng này á, đáng lẽ là về giá 101 á mọi người. Nhưng mà sao ấy chỉ còn 89.000 thôi. Chốt Mai con này mã đen. Đây mà con này nha, free size. Mà ở nhà nó cực kỳ mát và thoải mái cực kỳ luôn á. Dễ thương lắm. Quần nó dạng như rộng 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 như nè. Đó. Quần nó mặc nó dạng như rộng 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 như nè. Rất là cưng nha. Đen như mấy con này đen. Đen có vài bộ không có nhiều đâu. Đen cho Thiên Trang nè. Rồi Thiên Trang. Chốt mà đen nha mấy chị, 89.000 đen như mấy con này. Đen 89.000. Quần ngố đúng thiệt luôn, còn có đúng còn đúng 5 cái thôi. Về 200 cái. Về giờ còn đúng 5 cái thôi nha. Con quần ngố này 200 cái về đúng 5 cái thôi. Ngố này là cho Mai free size nha. Quần là lưng siêu co giãn nè. Túi hai bên nè. Sọc xanh chị Hằng Phương ok chị. Con này cho Mai nè. Nè túi hai bên nha. Nó là dạng legging chứ không phải nó là dạng quần umi ha. Nó là dạng legging cho nên cái chất của nó là co giãn. Phải nói là 80 chiều đừng nữa là 4 chiều. Con này là siêu co giãn. Chiều nào cũng giãn hết.
nó giãn ghê lắm. Mặc tới đâu giãn tới đó. Mình phối hợp với là áo dài, phom dài, phủ mông đồ này kia. Rất là đẹp ha. Rồi, ngố này bây bình thường là giá 60.000, hôm nay Mai sẽ với chị 50.000 một cái. 50.000 một cái giùm em, 40kg, 70kg vừa luôn, thoải mái. Ngay cả quần này mình mua cho bé mặc cũng được nữa, rất là thoải mái luôn ha. 50.000 một cái. Giờ Mai còn có đúng 5 cái à, mấy chị chốt nhiều cũng không có đâu. 50.000, Thảo Sara 2 cái nè. Rồi Thảo Sara có nè. Còn 3 cái nha, 50.000 một cái thôi. Ngố này là Mai về đợt này là đợt thứ 7, thứ 8 rồi, chứ có là đợt thứ 1, thứ 2. Con này vợ thứ 7, thứ 8 rồi đó. Ngố chị Hằng Thương có nè. Rồi Mai còn 2 cái nha, còn 2 cái cuối cùng. Ngố cho Ngọc Nguyễn. Chị nào chưa có số thoại lên số thoại giùm em nha. Em Mai còn 1 cái ngố cuối cùng. Nguyễn Vân rồi, Hồng Thơ bỏ một ngố nè. Ngân Phạm hết rồi, Ngân Phạm mới hết ngố luôn rồi. Hết sạch ngố luôn Ngân Phạm. À có cái quần ngố này, quên nữa. Con này là chất phông u mì. Con này, cái con kia là mọi người mặc với lại quần phơm, phủ mông, giấu quần ha. Còn cái quần này á, mọi người mặc bình thường cho em Mai, mặc áo kiểu cũng được. Mọi người mặc đóng thùng cũng được. Xe mặc có, chị Lan Quách lên 89.000, xe mặc chị yêu nha. Xe Mai mặc là 89.000 dùm em nè. Rất là xinh luôn. 45-65kg vừa cho em xếp mặc. Rồi cái ngố này cho em Mai nha. Ngố này mấy chị nhìn giúp em nè. Cái phơm quần nè. Nó đẹp lắm luôn á mọi người nha. Con này là chất siêu dày. Chất siêu dày, siêu giãn dùm em mấy chị. Rồi chốt mấy bộ đầu tiên trước đi. Hồi nãy 89.000 nè. Bộ đen Thiên Trang có chưa? Thiên Trang nè. Rồi mọi người cho em Mai xin. Thiên Trang ok. Hằng Phương sọc xanh ok. Hằng Phương là bộ sọc xanh 89.000. Rồi chưa? Thiên Trang có số điện thoại rồi đúng không? Rồi quần ngố nè, số giá 50. Thảo Sara 2 cái nè. Hằng Phương 1 cái. Ngọc Nguyễn 1 cái. Hồng Thơ bỏ 1 cái. Rồi hết. Ngố đen, khoan từ từ mọi người. Ngố này cho em Mai số ký nha. Ngố đen ô mì, ngố này là 79.000. Lan Quách một set đang mặc. Lan Quách 89.000 một set đang mặc. Rồi Lan Quách một set đang mặc màu hồng. Ok chị yêu nha. Quần ngố em Mai đang cầm là có size. Có size từ 40kg đến 67kg vừa. Mấy chị lên giùm em số ký 79.000 cho em ngố. Và mã này em Mai có luôn đùi nha mấy chị nha. Đùi là 69.000 dùm em. Ngố là 79.000. Chốt nó dày lắm, con này rất là dày, rất là đẹp luôn á. Chốt nhanh như mọi người, số lượng có hạn. Ngố với đùi. Chị Hằng Phương có ngố 63kg. Rồi cứ chốt đi, chốt siêu bóc sao ha. Ngố 63kg Hằng Phương có. Nói chung là mấy chị mua 2-3 cái đi, nó có nhiều bản lưng lắm. Bản lưng này nè, bản lưng Gucci nè, bản lưng nhiều lắm nha. Nè nó có nhiều bản lưng lắm mọi người ơi. Nó có size 32, 34, 36 và 38 giùm em. Mọi người comment cho em số ký để em sẽ lấy size cho mấy chị nha. Để Mai sẽ lấy size cho mấy chị cho. Có nhiều bản lưng lắm mọi người, rất là nhiều bản lưng luôn á. Mua 2-3 cái em lấy 2 cái khác nhau vô cả nhà ha. Rồi chữ Gucci đơn giản nè. Đó. Lấy đồ em chưa có chị Nguyễn Phương. Rồi bản lưng chữ Versace nè. Bản lưng chữ Versace ha. Dạ không chị Lý Hạnh, dạ em hết rồi. Em còn ngố với đùi à. Rồi bản lưng chữ Chanel nè. Bản lưng cho Mai chữ Chanel. Nói chung là nhiều bản lưng lắm mọi người ơi. Chữ Chanel nè. Rồi Fendi cũng có nè. Fendi cũng có luôn ha. Gucci nâu cũng có nè. Caro cũng có nè. Rồi chữ Gucci nhũ có luôn. Nhiều bản lắm. Rất là nhiều bản. Mọi người chốt em 1, 2 cái, 2, 3 cái gì đi. Em sẽ lấy khác mẫu. Cái này chốt nó đẹp lắm. Không sừ lông, vải dày, siêu co giãn. Mà mặc lên form ôm mông ôm đùi rất là đẹp. Đẹp lắm. Con này em về đợt này đợt thứ 2 nhưng mà khách hỏi hoài luôn á. Bây giờ mới có hàng nè. Cái này họ từ năm ngoái có rồi. Bây giờ mới có hàng về lại nè. Chứ không thôi là bữa giờ nó lâu là nó đâu có làm hàng đâu. Giờ mới có hàng về lại đó mọi người. Chất siêu dày. Chị nào hồi xưa mà năm ngoái mà mua quần này bên nhà em thì biết rồi. Ha. Trời nó đẹp lắm, lên form nó đẹp lắm. Chị Nguyễn Nga có ngố 65kg ạ. À.
Nguyễn Nga 65kg ok có chị. Nhiều bạn lắm nha mọi người nha, nhiều bạn lưng lắm. À, rồi mai lên hàng xã ha, hay là mai lên bộ mặt đấy hả? Thêm một ngón 63kg chị Hằng Phương ok chị. 79.000 cho em ăn một cái thôi, 79.000 thôi à. Nhận hàng là bao ghiền. 79.000 giùm em. Xét dài còn chị yêu còn. Chị muốn màu nào là có màu đó luôn. Rồi xét dài cho em ăn 89.000 nè. Chị Nguyễn Phương có ngón 50kg ạ. À. Mấy chị chốt cố gắng chốt hai sản phẩm giùm em Mai nha. Chốt một sản phẩm nhiều khi chưa. Đây nè, hàng là bao bì túi zip nè. Rồi có một cái bao đựng ở trong nữa. Ai gọi giờ này? Alo. Đúng rồi. À, giao gấp á hả? 40 phút á. Xé sọc nữa đi Mai. Rồi con này cho em quần đen nha mọi người nha. Hỏi anh nói bơi em 40 phút sau anh đi lẹ chứ anh. Con này cho em nha mấy chị nha, cái hình của nó là hình con voi. Họa tiết con voi rất là xinh luôn, 89.000 cho em, free size 45-65kg vừa. Rồi mã này cho em mã xanh đậu đi mọi người, xanh đậu nha. Con này em xanh đậu tay ngắn quần dài, nó phối. Nó phối em 89.000 cho em mã tay ngắn quần mã xanh đậu giùm ai. 89.000 set này ha. Hàng quả cháu xịn lắm, chốt rất là mịn luôn. Con này là hầu hết là hồi xưa em bán là ai nhận hàng cũng khen hết. Rồi 89.000 cho em mã xanh đậu. Xanh đậu nha, đợt này nó về họa tiết mới hơn. Mới hơn và cái màu nó phối rất là xinh luôn ha. Quần màu đen hình họa tiết con voi giống như cái áo nè. Nhưng mà áo nhưng mà cái áo màu khác, quần màu khác ha. Rồi chúng ta là mã xanh đậu. Phi sa 45-65 cái vừa mặc ở nhà cực kỳ thoải mái, cực kỳ dễ chịu luôn ha. Chốt cho em mã xanh đậu giùm em. Dài là tới giờ quần dài hả chị? Rồi 89.000 xanh đậu giùm ai ạ. 89.000 cho Mai xanh đậu giùm coi con này. Xanh đậu nha, chú Mai xanh đậu. Bây giờ nó nằm trong bao như thế này, em không biết cái nào là dài, cái nào là ngắn mấy chị yêu ơi. Bút đại đi ha. Rồi con này cho em Mai nè, tay ngắn luôn. Chú cho em mã này con là xanh chuột giùm em. Chị ơi, ông không có giấy 10.000, ông giấy 8.000. Hay là ông nói là Nguyễn Phương áo khoác hồng nào hả chị? Giờ để em coi lại đơn của mình coi. Ấy ngồi rồi hả? Tiếp kêu em đi phát. Rồi con này cho em nha, mã này cho em là mã vịt, xanh vịt, áo xanh quần màu hồng. 45-65kg vừa cho em mã xanh vịt. Rồi một ly của con Gon nè. Một ly đó của bà nội đó. Bắt cái ly này con Gon. Màu đen luôn á. Rồi. À, để ly này lại cho chị đi. Để ly trong đây lại cho chị. Ủa sao ông hút? Rồi ông hút luôn rồi. Có một ly có hút rồi. Trời ơi. Thấy ngủ luôn rồi. Xanh vịt cho mấy con này cho mấy bộ nha. Xanh vịt cho mấy nè. 45-65kg vừa cho mấy xanh vịt. Xanh vịt cho mấy con này nha mọi người nha, chốt nha. Xanh vịt, quần màu hồng. Họa tiết con vịt với đội vịt với Mickey nè. Rồi áo hình con vịt ha. Quần sọc lồng lẻ hả sếp? Đúng rồi, đi đi tủ quần sọc lồng lẻ 75.000. Chốt cho Mai xanh vịt. 89.000 cho em xanh vịt nha. Tay dài hả? Tay dài giờ đâu biết cái nào tay dài, nãy còn một tay dài nữa ta. Dài. Đa số tay ngắn không mà chị ơi, tay dài ít lắm. Tay dài chỉ còn lại một mẫu này nè. Xinh lắm, không phải sợ ít kia cho nha. Thôi em là hàng sale nha mấy chị. Quần ngố này chị nào chốt thì chốt ngay giúp em ha. 79.000 cho em quần ngố. Chốt nhận hàng là gì? Áo khoác này chị. Áo khoác cho em là khoác gân, form này cho em Mai là dưới 62kg vừa. Chất gân xịn nha. Nè chất gân nè. Gân nè bao co giãn luôn. Dưới 62kg vừa em con này. Rồi
Em đi nhanh con này nha, nó 6 túi, bên trong là 4 túi, có khóa kéo bên trong. Ở ngoài nó 2 túi nữa là 6 túi. Túi bên trong có khóa kéo nha. Rồi con này mang có màu xám trắng. Quay đây. Màu xám trắng, màu xanh biển nè. Kiếm được kéo hút cho chị. Đưa cho bà ly kia. Dạ rồi. Rồi màu xanh biển. Ô là trời, xanh biển đẹp quá. Xanh biển đẹp lắm luôn á. Xanh biển cho mấy con này nè. Xám trắng, xanh biển. Để mua trà sữa về lấy. Hồng nu nè. Hồng nu vậy mai ha, 90.000 cái, 90.000 thôi. Khoái này là chị nào mà ở trời nắng á, vùng nắng á thì mà, ra có xanh biển à. Mà con này là bao xuống luôn, bao mát luôn với chị nha. Ủ kem rồi kia. Alo. Mẹ mua trà sữa về lấy. Để ăn nhau câu đi đã. Rồi, hết xanh biển. Hồng nu, xám trắng, xanh lạ, tím tím nho, hồng phấn, xanh rêu, hết màu. Xanh đen nữa, hình như còn xanh đen nữa không ta? Dạ, đúng xanh đen rồi. Xanh đen còn cái. Xanh lạ còn cái. Xanh lạ cũng còn cái luôn. Cái này dày lắm. Chị Phạm gắm có màu hồng nâu à. Phạm gắm có hồng nâu, con này rất. Chị Thảo thay ra có tím nho. Thảo ra tím nho nè. Chị Võ Thúy có hồng nâu. Võ Thúy có hồng nâu. Chị Ni Ni Tú có quần sọc 75.000. Chất siêu dày. Chị Loan Kim ơi, lên số điện thoại giúp em á. Rồi tình yêu khách mới là mang số điện thoại kèm theo nha. 90.000 một cái gì mang qua này. 90.000 cái. Chị Lặng Tịnh Tâm có xanh rêu à. Lặng Tịnh Tâm có xanh rêu. Khách bên nhà mai trúng một lần là 5-6 cái không á, mai không có nói điêu đâu. Chị Lan Kim có xanh rêu. Khách nhà mai trúng một lần là 5-6 cái không á cả nhà. 90.000 cho em thôi. Chốt rất là dày nha. Hồng này cho em hồng phấn nè. Hồng này cho em hồng nu nè. Chị Võ Thúy có xanh rêu à. Rồi Võ Thúy có rêu. Chị Trần Ly có xanh rêu. Trần Ly có rêu. Chị Lan Kim có xanh rêu rồi ạ. Hồng phấn nè, hồng nu giùm em nè. Màu này nó kiểu như là nó hơi cam cam, rất là xinh luôn. Đó, tình yêu thích màu này thì lên màu nào hồng nu giùm em. Màu này thêm hồng phấn ha, hơi sáng hơn xíu. Xanh lạ còn đúng một cái. Xanh lạ là cái màu hot nhất bữa giờ. Xanh lạ với xám trắng với xanh rêu ba màu. Xanh lạ, xám trắng, xanh rêu nè. Con này xanh lạ còn đúng con cái hết rồi. Xanh lạ còn đúng con cái hết rồi mọi người. Chốt nó dày, cực kỳ dày và cực kỳ co giãn nha. 90.000 vậy mai thôi. Form dưới 62kg thì mai vừa. Bên trong là nó có lót túi và khóa kéo bên trong luôn. Nói chung hàng này nó mai kỹ lắm. Đây nè. Chị Ngọc Nguyễn có xanh rêu à. Nó lót bên trong nè, túi lớn nè, túi nhỏ nè. Chị Thảo Sara có xanh lạ. Thảo ra xanh lạ là hết xanh lạ nè. Xanh biển hả? Nó xanh biển. Xanh biển hết rồi, chị Võ Thúy ơi. Hết xanh biển rồi tình yêu nhau. Rồi xanh rêu đi, xanh rêu đẹp lắm. Xám trắng Ngọc còn hả? Chị Lê Thiên Phúc có hồng nâu à. Chị Hà Lê có hồng nâu. Hồng đậu là hồng nâu không ta? Hồng đậu là hồng nâu á. Xanh ngọc còn cái nha mọi người. Hồng đậm là hồng hồng phấn á. Hồng đậm là hồng phấn. Xanh ngọc còn cái nha. Xanh ngọc còn đúng một cái cuối cùng. Theo logo thơm mì ngay ngập. Xanh đậm còn cái cuối cùng nha mẹ. Xanh đậm còn cái cuối cùng nha.
Ui da trời. Chó mai xanh ngọc. Xanh ngọc em ơi, con này xanh ngọc. Xanh ngọc còn em cuối cùng nha, màu này là màu này lên cực kỳ xinh luôn. Ngọc còn cái cuối cùng nè. Xanh đen nè. Cách mới là mai kèm số thoại mới có đơn nha mọi người ơi. Xanh đen mấy con này, Hà Lê xanh ngọc. Chị Hà Lê có xanh ngọc ạ. Xanh ngọc Hà Lê có, xanh đen. Xanh đen cho mấy con này nha, xanh đen. Xanh đen 6 túi ha, 6 túi cho mai, túi trong 4 túi, túi ngoài 2 túi. Và còn đúng 3 cái này. Chị Ngọc Linh có xanh đen. Ngọc Linh có xanh đen, xanh lạ nè. Cái màu xanh này nó pha nè, muối tiêu nè mọi người. Nè, chốt cô nói nè. Siêu đẹp luôn. Ui, bé Mai chuẩn bị về một cái lô áo ha. Bé Mai chuẩn bị một lô áo khoác của em bé. Bé trai bé gái luôn mà phát gân như thế này nha. Chuẩn bị về lô phát gân siêu rẻ. Chị Thảo Sara có muối tiêu à? Xanh muối tiêu Thảo Sara. Đây này, một cái nè bỏ luôn. Xanh muối tiêu giùm Mai con này nha, màu xanh này lạ lắm. Nó xanh mà nó là muối tiêu rất là đẹp. Nó lan chữ muối tiêu á. 62, 63 lại vừa cái bài con này ha. 90.000. Còn 2 cái à. Sao mới chỉ còn 2 cái thôi. 90.000 cho Mai, sao mới chỉ còn 2 cái nha cả nhà nha. Rồi, qua hàng sau. Đổi cho em xem muối tiêu đi ạ. Mấy ông hạt muối tiêu nè. Lặng Tình Tâm in đi là bỏ tờ cũ. Lặng Tình Tâm bỏ tờ đó, in tờ mới. Rồi, Lặng Tình Tâm bỏ vô luôn. Mấy ông thật bỏ vô luôn đấy. Rồi muối tiêu hết rồi đó. Các bạn xem nha mọi người, cho em Mai xin một lúc chia sẻ livestream với. Nè bé để trên ghế này cho chị. Bất đại lộn xộn. Nhớ sửa giá nha. Rồi mọi người ơi, chia sẻ cho em với nha. Quần là dập logo, quần là dập logo. Chữ gì không biết nữa. Nói chung là quần là dập logo ha. Áo gấu thì Mai nè, tay phối logo ha. 50-65 kỹ vừa. 55.000 cho Mai con này là mã xanh rêu. 50-65 kỹ đồ lại vừa cho Mai xanh rêu con này ha. Cho Mai con này mã xanh rêu nha, 75 xả 55. Ủa 85 xả 55 chứ. 85 xả 55 cho Mai con này. Form từ 50-65 kỹ vừa cho Mai mã xanh rêu. 55 xanh đôi là Mai nha, hàng xả lẻ lẻ mấy chị ơi, lẻ cái nha. Biết đâu những có những cái hàng giống như là khách mua một cái, hai cái xong rồi để hoài hoặc là gọi không nghe máy gì đó, Mai xả hết luôn. Mai xả hết cho chống kho nữa, ngày mai về đồ bộ Thái ha. Mai về đồ bộ có tấm Thái nhiều lắm. Rồi, với lại về khoác bé chắc ngày mốt mới về tới á. Con này cho em nha, mã sọc xám nha Mai. Cho nên hôm nay mấy chị mà không xem like này là tiếc nha. Chị Lặng Tĩnh Tâm có xanh rêu à. Rồi ok rồi, sọc xám 50-65 vừa sọc xám. 50-65 kiếm vừa cho Mai sọc xám. 55.000 sọc xám. 50-65 kiếm vừa cho Mai sọc xám. Lộ hàng không nhăn. Chị Hoài Chí Nhân Võ có sọc xám. Lộ hàng không nhăn giùm em nè, quần có túi nha. Rồi 40-60 vừa. 50.000 mã cam. 50.000 mã cam, 40-60 vừa. Cam nha. Năm mươi ngàn mã cam, 40-60 vừa, lộ hàng không nhan, vải mặt siêu mát. Nhảy giật hơi thao. Hả? Có nhảy một lượt cùng bên luôn. Ừ. Nhảy mới lắm. Qua này.
Chị Loan kia em có lụa. Quần ngố giùm em. Ôi bây giờ em hết rồi Linh Nhi ơi. Còn ngố với đùi à. Con này em bộ lụa hàng không nhân nha. Ủa mango. Vải mango của Châu nè. Phơm tay dơi cổ nhọn. Phơm tay dơi giùm em. Phơm tay dơi cổ nhọn. Phơm này cho em may là dưới 62kg cho may vừa cho mọi người nha. Quần lửng giùm em ha. Dưới 62 vừa. Rồi 60.000 cho may mã bò. 60.000 cho em mã gu xì bò nè. Màu này hơi bị tây luôn á. Con này nè. Hàng Mạc Châu nè. Nói chung là hàng này em bán cả mấy ngàn bộ rồi. Mọi người cũng biết rồi ha. Chắc ở đây ai cũng mua bộ này rồi. Chúc em con này mã bò 85 xả luôn 60 ha. Chúc em mã bò 60 85 xả luôn 60.000. Đẹp lắm. Phơm 60-62 đại vừa là vừa đó mấy chị. Ok tiếp theo dùm Mai. Con này cho em quần dài. Có quần dài. Quần dài nè. Mã này cho em đỏ. Rồi đỏ giùm em con này. Đỏ. Đỏ giùm em 60-62 cái quay đầu vừa đỏ. Đỏ cho chị Xuyên Nguyễn có. 60-62 quay đầu vừa đỏ. Đỏ báo giá chưa? Dạ rồi 60. Rồi đỏ chơi luôn 60 cho bà. Khô máu với bà luôn nè. Chơi 60 ngàn cho bà luôn. Khô máu với bà luôn. Chưa kịp báo giá luôn 60 ngàn chốt luôn. Mau đi chầu con bà lắm. Ê nó bậy bạ quá. Bậy bạ xả nha. Rồi bộ nhung giùm Mai nha mấy chị ơi. Bộ nhung em hết đỏ rồi mọi người. Con này em bộ nhung nè. Rồi phán giá đi em. 50-65kg vừa cho em mã nhung. Nhung 50-65kg vừa cho Mai con này ha. Phom to chất nhung siêu mịn. Nhung nhà Mai là nhung hai da nha mọi người nhé. Ở ngoài lớp nhung nè, bên trong là lớp mịn nè. Thun mịn nè, mịn lắm. Nó không mặc bị ngứa đâu. Nhung hai da giùm em rồi 50.000 cho em mã nhung. 50.000. Nhung 50.000. Nhung gì Lê Hằng có. Nó bự quá chị không xếp được nha. Nhung Lê Hằng có. Nhớ kiểm tra số điện thoại nha. Dạ. Rồi 50.000 cho em mã tím luôn. Rồi quần dài giùm Mai nha. Túi hai trúng lần trước nè. 50.000 cho em mã tím này. Phơm này cho em Mai là 45-62 vừa tím. 45-62 vừa. Pyjama lẫn chị chưa có em yêu ơi. 45-62 vừa cho Mai mã tím. 50.000 tím luôn. Bộ mặt bao nhiêu vậy em? Bộ mặt 89.000 giùm em chị. Chị Vân Phạm có beo à? Vân Phạm có cái chị yêu nè. Beo tím chị Vân Phạm. Xanh đen cho Mai con này. Xanh đen chất cô tông thái nha. Ôi trời ơi hàng này bao đẹp. Xanh đen giùm Mai nha mấy chị nha. Nó khoét ở trên đây. Nhưng mà không hở ngực đâu. Nếu như mọi người sợ hở ngực mọi người nhiếp giùm em lên như thế này. Ok ha. Xanh đen giùm Mai nha. 60-62 quay đầu vừa cho em xanh đen. 50.000 xanh đen. 50.000 xanh đen. 60-62 quay đầu vừa. Chốt xanh đen giùm em con này. Xách kiểu tay phòng. Chốt xanh đen giùm em chất con thái xịn ha. Xanh đen. Xanh đen cho chị Kim Loan có. 65.000 cho em mã hồng. Hồng quần dài. Hồng quần dài. Phơm này 50-65 vừa cho em mã hồng gấu. Quần dáng ôm. Áo phơm dài phủ mông. 50-65kg vừa 65.000 cho em mã hồng gấu. Một bộ duy nhất. Con này chắc không dài không lấy tiền. Thiệt luôn á. 50-65kg vừa cho em mã hồng gấu. Nhưng hôm nay mới xả hết. Ngày mai về hàng mới chơi khô máu với mấy chị luôn nè. Chốt mai mã hồng gấu. 50-65kg vừa hồng gấu. Hồng chị Huyền Trân có. Huyền Trân có hồng. Áo kiểu cho em Mai nha. Áo kiểu cho Mai con này. Chất là chất len thun len. 40-60 vừa. Con này em chất thun len nha. Ở trên vai phói đá cổ tim. Đó. Rồi áo này Mai xả luôn mấy chị. 45.000 cho em mã đá. Hồng đá cho Mai. 45.000 cho em mã hồng đá.
ngàn chai mã hồng đá cho mọi người. Nè, 40-60 vừa, nói chung là form dưới 60 vừa, 40 ký mặt ôm và 60 ký đụng là mặt ôm. Hồng đá giùm em. Trời, ba lỗ siêu cưng nha. Hồ Hiểu Lam có hồng ạ. Hồ Hiểu Lam có hồng. Ba lỗ nè, nó rách vai nè, kiểu ba lỗ kiểu rách vai, form dưới 60 ký vừa. Form dài phủ mông. Rồi ba lỗ cho mày 35 ngàn. Dưới 60 vừa cho mày 35 ngàn. 35 ngàn. Cam 35 ngàn, 4565 vừa. Cam nha, cam 35 ngàn. Cho mày mã cam. Hồng đá Hồ Hiểu Lam có rồi. Có số lỗ luôn. Chị ngày mai có ba lỗ à. Sáu mươi lăm ký free size vừa cho mai mã cam. Cam 35 ngàn cam. Áo kiểu gì mai nha. Ở đằng sau lưng nè mấy chị, đằng sau lưng nó khoét vai nè. Ở đằng trước là ôm nè. Ơi. Ừ, giỏi. Cửa tay nha. Khoét vai sau lưng. Ủa gì chạy xuống dưới quay vậy? Rồi con này cho em mã đỏ. Khoét vai đằng sau 40-60 vừa cho em mã đỏ. Đỏ cho em con này đỏ. Hỏi gì chưa? 35 ngàn đỏ. Mày đó là mày xả. Rồi lên cho mày con này. Con này áo bé cho mặc đi chị. Để cho bé mặc nè. Rất bo rip xịn ngày mai nè. Rồi 35 ngàn cho mày đỏ đô. 35 ngàn cho mày đỏ đô nha. Form này cho mày là tầm dưới 45-47 cái độ lại vừa. 45-47 quay đầu vừa cho mày đỏ đô. Đỏ đôi mai con này nha, 35 ngàn thôi, xả 35 ngàn. Bo rip xịn ngày mai 35 ngàn đỏ đô. Nè còn 4%. Ừ, ăn đi mà. Đi cái ly của mẹ dở quá anh ơi. Con cho mẹ ly coca nha. Mẹ xin ly coca nha. Xin cho thử mẹ dở. Kỳ cục. Ba mươi lăm ngàn cho mai mã gì? Đỏ tay dài em coi lại chị đỏ hả? Đỏ tay dài phát vai sau lưng bé ơi. Đỏ tay dài phát vai sau lưng nè. Phát vai sau lưng ha. Nói chung là mặc áo ngực bình thường không hở đâu, thì khoát hai vai sau lưng. 40-60 vừa bo rip. Đỏ đô bo rip. Cho lên màu sáng vậy ta. Rồi áo này áo kiểu giùm ai nha mấy chị nha. Áo này đằng sau nó cột dây như thế này. Con này mai xả với chị 30 ngàn luôn. Cho mày mã cam. Cam 30 ngàn cho mày con này. Đằng trước là trơn dưới 60 ký vừa. Đằng à, chị để rồi chị Linh. Đằng sau cột dây nè. Đó đằng sau cột dây nè cho mày mã cam nha. Bao nhiêu chị? Hồi nãy đỏ là 35. 35 ngàn. Cam cam báo giá chưa? Chưa. Cam 25 ngàn. Đỏ 35 ngàn, cam 25 ngàn. Xả luôn, banh nóc luôn mấy chị ơi. Xe like giùm em với. Nè, rốt tớp giùm ai nha, 25 ngàn, dưới 56 vừa. Cho mai mã vàng. Rốt tớp nha, 40-56 vừa cho mai mã vàng. Hơi xa, nhỏ bộ ống le mặc vừa không. Ống le Lý Linh. Ok đi heo, 35 ngàn. Rửa ca nha con, để bụi. Rồi mã này cho mai vàng.
chị Ngọc Hương có vàng ạ. À. Ngọc Hương có vàng. Hay là quần sọc tơ là lẻ chị ơi, lẻ. Em còn cái vàng hình khác nha mọi người nha, 25.000 cho em vàng hình khác. Em mang còn cái vàng hình khác nè. Xả luôn 25.000 con này nha, dưới 56 vừa cho em mã vàng hình. Mã vàng luôn đi ạ. À. 25.000 cho em mã vàng. Cái áo cái quần loe này đằng sau nè mấy chị nha, vải boris xịn lắm. 75.000 thôi. Thị trường đang bán 140. Chị Ngọc Hương là lấy thêm một cái vàng đúng không ạ? Ngọc Hương thêm vàng ha. Rồi mã này cho em trắng nè. Trắng cho mấy con này. 25.000 cho em mã trắng. 25.000 cho em mã trắng. 25.000 cho em mã hồng. 25.000 cho em mã hồng. 60kg vừa cho em mã hoa cúc. Theo hoa cúc ngay ngực nha. 25.000 luôn mã hoa cúc. Hoa cúc giùm em 25.000 mã hoa cúc. Dưới 60kg vừa. Theo hoa cúc ngay ngực nè. 25.000 cho em mã hoa cúc. Hết vàng Thanh Nguyễn ơi. Chị Nguyễn Huỳnh có trắng ạ. À. Nguyễn Huỳnh có trắng. Còn à, còn mã hồng với mã hoa cúc. Còn mã hồng với mã hoa cúc. Trời ơi. Đi heo có đỏ. Nhưng mà chị Hân bỏ có hoa cúc. Mã này cho em mã xanh. Hoa cúc ơi hết rồi. Mã này cho em mã xanh. Cảm ơn con trai. Đây nè, qua đây làm mẫu cho mấy cô luôn nè. Trời ơi, mặc bộ đồ quá. Ở chỗ cái quần sao mà xệ vậy vậy? Cái quần lên chạy xệ quần luôn rồi. Mấy cô thấy có mặc đồ Dior đẹp không? À. Mấy cô thấy cô mặc đồ Dior đẹp không? 30kg với mấy cô. Nguyễn Huỳnh có xanh nè. Cô giờ sửa đi. Bộ đồ này em bán có 52.000 mấy chị nha, mặc siêu mát luôn á, thiệt á. Bộ đồ có 52.000. Ơi. Cái gì? Hết cá rồi. Cho nọ chiên trứng. Trời con này nó xinh nha. Con này nó xinh dã man luôn. Con này nó xinh dã man luôn mọi người ơi. Đằng trước là logo Mickey. Đằng sau như thế này giùm em nha. Rồi form cho em mai dưới 60kg vừa ha. 40-60 vừa cho mai con này. Chốt mai mã trắng. 25.000 trắng luôn. Trắng 25.000 cho em Mai luôn ạ. À. Hôm nay Mai xả cho chống tho để ngày mai về. Em nói thiệt mấy chị, ngày mai về về đồ bộ ngố, đồ bộ thái, đồ bộ dài á, trời không có chỗ để mà đi luôn á. Đừng nói là chất đồ. Trắng cho chị Chi Linh có. Mã này cho em hồng, 25.000 hồng. Cho nên tối nay là cái like mà xả banh nóc. Hồng. Xe like dùm Mai với nha. Hết trắng rồi cả nhà. Hết trắng rồi. Chút hồng giùm em đi mấy chị. Rồi con này nó lội nhẹ đằng sau lưng hả? Lội vải sau lưng rồi. Hồng đi cả nhà. Áo này thun tay dài NN nè. Con này đợt chúng mày bán 89.000. Thun tay dài hàng xịn á. Hàng NN rồi mấy chị, phi size dưới 65kg giùm em vừa ha. Màu hồng. Rồi hồng này cho Mai nha. Hồng này cho Mai xả luôn mấy chị 50 đi. Đẹp lắm.
Đó. 50 ngàn tay bo nè cả nhà. Chỗ cũ. Sao vậy? Trời ơi, sao mấy pha kỳ vậy? 45-65 ký vừa. Chị Nguyễn Sương có tay dài ạ. À. Nguyễn Sương có tay dài. Không có đồ tư uống. Nổi, nổi chiên chưa hả? Đâu? Còn hả? À còn nè. Chị Loan Nguyễn có hồng. Loan Nguyễn có hồng còn nè. Chị Nguyễn Sơn có rồi. Chị Ni Ni Tú có hồng. Ni Ni Tú có nè. Còn cái hồng gấu 89 xã luôn 50. Trang Nguyễn nó hồng gấu nha. Thanh Nguyễn chứ. Mấy đứa nhỏ này nó ồn chứ. Hồng gấu. Thanh Nguyễn có hồng gấu nè. Rồi bộ này cho Mai bạn xã nhiêu qua nè. 55 ngàn cho Mai xanh biển. Quần là qua gối 50-65 vừa. Năm mươi sáu năm cái vừa cho Mai xanh biển con này, xanh biển. 50-65 cái vừa cho Mai xanh biển nha, 55 ngàn. Chị Lê Vân có xanh à. Sọc rêu này chị nào chưa chốt được nè, chốt hai con này là sọc rêu đi. Rêu cũng được. Rêu cho Mai con này nè. Quần qua gối nha, 50-65 cái vừa cho Mai sọc rêu. Chất dày mịn ha. 50-65 cái vừa cho Mai sọc rêu 55 ngàn xả luôn ha. Sọc rêu. Con bộ à. Chị Nguyễn Sương có rêu à. Nguyễn Sương có rêu. Rồi sọc xanh biển 50-65 cái vừa cho Mai sọc xanh biển 55 ngàn sọc xanh biển. Sọc xanh biển cho Mai. Sọc xanh biển nha. 55 ngàn sọc xanh biển. Chị Ánh Nhung có xanh biển. Ánh Nhung có xanh biển. Chị Lê Kim Kha có xanh biển. Còn hả? Còn. Kìa kìa. Đây nè. Hết rêu à, xanh biển đi mọi người. Chị Bảo Ngư có xanh à. Phải Chí Nhân Võ có. Nhật Anh có sọc xanh biển. Rồi. Có đồ ngủ mango quần dài không chị Mai? Chị Lê có xanh biển ạ. Con này cho Mai mấy chị nha. Cô Tông Thái 50-65 vừa. Chất mịn lắm, hàng Quảng Châu nè. Chị nào mua áo này bên Mai rồi thì biết nè. Cái chất của nó rất là mịn nha. Hàng Quảng Châu mạt nè, đẹp lắm. 50-65 ký vừa cho Mai nha. Áo này 40 ngàn đi ha. 40 ngàn cho Mai con này đi. 40, 50-65 vừa. Free size không giấu quần. 40 ngàn cho em mã chuột. Chị Trúc Thanh có xanh biển. Trúc Thanh có xanh biển. Lên số điện thoại giúp em chị Trúc Thanh ơi. Trúc Thanh lên máy số điện thoại nha mấy chị. Ui cái đầm. Đầm này hợp với bầu lắm luôn á. Để mặc kính quá. Hợp nhưng mà mặc ngủ không mà. Đồ ngủ nhiều lắm. Ok đầm. Đầm 40 ngàn cho em Mai. Đầm này là vải Latin nha. Áo gì? Áo 40. Áo 40. Chị ngoại Chí Nhân Võ có áo trắng à. Đầm 40 luôn. Áo khóa hết rồi chị Thu Hằng. Rồi đầm cho Mai 40 ngàn. 60 ký vừa nha chị. Bộ xanh biển á, Trúc Thanh. In luôn đi. 50, 55.
Rồi con này cho Mai. Ủa Tuy Lê số kìa. Tuy Lê đã có số mà. Tuy Lê số mới, số cũ hả? Số cũ Tuy Lê hay sao? Rồi chốt em mã đầm nha. Đầm 40 ngàn cho em vải Latin với chị hàng của Chin xịn sò. Đầm này chú bán 89 ngàn á. Mai xả với chị 40 luôn. 40 ngàn cho em mã đầm. Cho chị ớt thun ha. Cho mỡ ớt thun ha. Ớt thun với bộ lụa hay là cái gì đi. Là lẽ cũng được. Tốt. Để cho lên đây. Trời ơi, tôi đợi. Mấy em tưởng còn. Ôi, cái bộ cô Tông Thái dưới đó kìa. Màu vàng vàng, hồng hồng, cam cam nhẹ vậy đó. Ờ, đúng rồi. Bóc mấy hàng đẹp đẹp ra nhiều nhiều chưa. Ờ, đúng rồi. Người ta ngã đồ chưa. Cô Tông Thái nha. U, đẹp nhờ. Cô này chơi Mai với chị nha. Logo dập nổi chữ Chanel. Logo dập nổi chữ Chanel giùm em con này. Logo dập nổi chữ Chanel ha. Nói chung là hàng này hàng xả cho nên nó tùm lum hết nha mọi người. Nó không phải là áo quần, nó phải là chung một lô đâu. Áo lẹ tùm lum không à. Mọi người coi được gì coi giúp em ha. Coi được coi giúp Mai ha mọi người ơi. Rồi con này cho Mai form này dưới 55kg vừa. 45-55kg vừa cho Mai con này 45-55kg vừa ha. Rồi 40 ngàn đỏ. 40 ngàn cho em mã đỏ. Có đỏ, có xanh nè. 40 ngàn. Chị Xuyên Nguyễn có đỏ. Có xanh nè mấy chị nha, xanh. Xanh nè, dưới 55kg vừa. Chất xịn lắm. Xanh nha, xanh lạ. Màu này là mặt nó không bị đụng hàng luôn. Con này nó đẹp lắm. Xanh, 40 ngàn xanh. Nè mọi người ơi, sao áo này bán 60 không nè. Giá cổ bán 60 nè. Trả luôn 40. Đen. Đen giùm ai con này, đen. Bộ ngủ với em dạ còn chị. 89 ngàn cho em bộ đang mặc. Rồi 55 quay đầu vừa cho em mà đen, phone này dán ôm. Chị Hoài Chí nhưng bỏ cái xanh à. Còn cái đen. 55-56 quay đầu vừa, bao rip xịn cho em mã vàng. Vàng. Còn đen à. Đen chị Thảo Nguyễn có. Logo Mickey theo ngay ngực. Vàng. 56 quay đầu vừa, bao rip coi dạng vàng. Vàng cho chị. Vàng cho chị Mai Trân có. Mai Trân có vàng. Mấy bộ mọi người hỏi có cổ quá trời luôn. 56 quay đầu vừa mã hồng. Con này vải bo rip nha. Siêu mềm, siêu giãn nè. Đen còn chị. Hết. Hồng. Còn mã hồng thôi. Vàng, vàng chút rồi phải không? Dạ vàng chút rồi. Hồng. Đỏ đô. Đỏ đô nha, theo chữ ký. Theo chữ ký ngay ngực nha. Cho Mai đỏ đô. Nhiêu tiền qua đây? 40 ngàn à. Hồng cho chị Mai Trân có. Mai Trân có hồng, rồi đỏ đô. Tự nhiên nó ngồi nhìn tôi kính chân. Đỏ đô gì Mai đi mọi người. Đỏ đô. Chị Lê Hoàng Vân có đỏ. Trời ơi, đẹp mà cái cổ nó bị dơ. Con này đẹp nhưng mà cái cổ nó bị dính bụi á. Con này đẹp nhưng mà cái cổ nó bị dính bụi ha mọi người. Lên dây mã tặng đi. Về mọi người giặt lại giúp em. Lên cho em mã tặng nha. Nó bị dính dơ bụi cái cổ. Chứ gì hết. Mã tặng.
Lê Vân ạ. À. Lê Vân có tặng. Con này cũng vậy nè, còn cái tặng đó đó. Dính bụi cổ, ủ ghê luôn. Tặng cho chị Trương Thị Kim Anh. Kim Anh có tặng. Rồi áo này nha, mấy xã mấy chị còn tặng con đấy nè. Hai con. Chị Mai Trân có tặng. Mai Trân có tặng. Chị Ngọc Linh Vương có tặng. Ngọc Linh Vương có tặng. Rồi 40.000. Con này phông to dùm em nha mấy chị nha. Con này phông to, áo có cổ con phông to. Con này áo có cổ phông to. Thôi con này xả 30 thôi. 30 sự giá chị 30 đi. 30.000 cho Mai nè. Thôi qua đây ha, 50-65kg vừa. 50-65kg vừa cho Mai mà đỏ. Đỏ cho Mai ha. 50-65kg vừa đỏ 30.000. Đỏ 30.000. Vàng 30.000. 50-65 vừa vàng. Đỏ cho chị Mai Trân có. Mai Trân có đỏ. Rồi vàng 30.000 nè. Free size, cái này mà này nào mà nhỏ con mặc rộng 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 cũng đẹp nữa. Dễ thương. Vàng 30.000 vàng, quá rẻ luôn thiệt á. Đây có 3 cái nha. Xanh biển này chị nào chưa chốt được, chốt em xanh biển nè mấy chị. Vàng chị Huệ Chí Nhân Võ có. Huệ Chí Nhân Võ có vàng, còn hai cái vàng. Em đang còn hai cái vàng ạ. À. Quần lẫn qua gói màu xanh biển nè, 55.000. 50-65kg vừa cho Mai mã xanh biển. Toàn bộ này cả nhà. Xanh biển cho chị Hương Lê có. Hương Lê có xanh biển ạ. Ngố Thái ha. Ngố Thái bò sữa. Ngố Thái bò sữa cho Mai nha. Ngố Thái bò sữa form 50-65 vừa. Chú Mai mã hồng. Hồng 55 luôn. Ngố Thái bò sữa cho Mai nha. 55.000. Form 50-65kg ha. Mã hồng. Mã hồng. Con này ưu tiên chị nào có đơn nha. Hồng với chị Lê Vân có. Lê Vân có hồng, con này ưu tiên chị nào có đơn nè. Áo này cho em là tầm 45. À, 45-50kg áo nam. 45-50kg áo nam dùm em. Con này cho em Mai là áo nam đi. Áo nam xả 40. 65 xả 40. Ui cái đầm dễ thương quá vậy. Ui con đầm này dễ thương quá vậy. Áo nam dùm em. Rồi con này chơi Mai đầm. Đầm chị nào không lấy em lấy luôn nha. 60kg lại vừa đầm sát nách. Anh đâu bốn con Ngọc Nhẫn Nguyễn. Đầm. Đầm chơi Mai đi. Rồi 50.000 chơi mã đầm. Đầm 50.000 nha. Dán dài qua gối. Sẽ tà phía dưới nữa. Có mấy mã đầm. 50.000 mã đầm. Ôi trời đất ơi. Rồi bơm hàng nè. Thấy tôi biết rồi, bơm hàng nè. 45-50kg. Áo nam 40.000 cho em mã đen. 45-50kg vừa cho em mã đen. Đầm cho chị Lê Hoàng Vân có đầm. Lê Hoàng Vân có đầm. Rồi 45-50kg vừa cho em áo nam mã đen. 40.000 đen. 65 xả 40. Hàng này của Suboy nha. Chất bao xịn.
40.000 mã xanh. 40.000 mã xanh. 45-50 vừa. Nói chung là form này mà anh nào đó rồi là tầm 53 kg ok ha. Xanh. Đen chị Diễm Chương có. Diễm Chương có đen. Còn cái xanh đó chị. Ủa con này là siêu đẹp luôn này chị ơi, nâu da. Nâu da giùm em nha, chữ theo kích vật nè. Theo số 199991 gì đó. Nâu da giùm ai nha. 45-50 kg vừa giùm ai nâu da, còn xanh với nâu da 40.000 luôn. Áo đó mọi người bên mua bên mai biết rồi đó. 65-70-75 không á. Chị nào hả kênh giận dữ em vậy, chị nào đang giận em Mai vậy. Quần tây nha, size L cho em Mai. Nâu da cho chị Ngọc Nhẫn Nguyễn. Nâu da Ngọc Nhẫn Nguyễn có. Còn có màu xanh lạ nha. Xanh chị Diễm Chương có. Diễm Chương có xanh. Đằng sau là lưng thun. Đằng sau là lưng thun. Dây kéo bên hông size L. Quần treo có đen không em? Dạ quần treo em đang về đen chị. Nó chảy hàng luôn, nó mới về được cái sọc à. 75.000 cái à. Rồi, dây kéo bên hông. Nè, quần tây size L giùm ai nha. Quần Tina Bảo có. Tina Bảo có quần. Quần quần này hả? 65.000 đi. Quần 65.000 ha. Mai còn cái đầm nè. Đầm body. Đầm body dán dài 60 kg lại vừa giúp em. Rồi 40.000 cho em mã đầm. Đầm xám có túi hai bên nha. Con này Mai có túi hai bên nè. Chốt siêu dày luôn á, đầm xám 40. 60 kg quay đầu vừa đầm. Có túi hai bên nha. Đầm xám 40.000. Đầm cho chị Ti nó bỏ có. Ti nó bỏ có đầm. Ủa cái quần này mấy chị. Con này Mai quần le hot hit nha. Quần này là chất body siêu dày nè. Ở ngoài là đang có nhiều loại vải lắm. Nhưng mà cái quần Mai mọi người thấy không, cầm là nó đứng firm. Khi mọi người mặc lên nó sẽ đứng firm, chứ không phải là cái vải nó nhúng vào bên này cái nó xệ bên kia đâu, không có. Con này nè, body loại dày nha, đứng firm thì Mai nè, le mà le xịn đó. Bỏ le thường đó cả nhà nhé. Chất nè. Mọi người nhìn nè, chất nè. Nó dạng tới đâu luôn á. Con này nó dạng cực kỳ, dạng kinh khủng. Tại vì nó là chất body mà. Đó mọi người thấy không? Chất body mà siêu dày luôn, lưng cao, dán le. Mọi người à, mặc với lại áo thun mà form rộng nè. Áo thun đen nè, áo thun trắng nè, áo thun màu nè, áo thun hình. Không có ngắn đâu chị. Con này cho em Mai nè. Quần này cho em Mai nha, 75.000 thôi. Thị trường đang bán con này 120-130, nói chung đủ giá, loạn xạ giá luôn. Nhưng mà hàng thì Mai bao cho mấy chị là hàng bao đẹp. 75.000 một cái. Siêu đẹp luôn á, chất đẹp lắm. Không? Treo cái quần là hai cái quần đứng firm liền, nó không phải là vải nhúng lên nhúng xuống, nhúng lên nhúng xuống bẹo đâu ha. Có 75.000 hả? Đang rất là hot nè. Quần lên sập cho em 75.000 còn vài cá thôi, còn mấy cá hết rồi. 75.000 cho Mai nha. Chị nào lấy cô Mai bảo quần le giùm em. Cái sọc này nó gì nó dễ phối hơn là những cái màu khác. Màu basic như màu đen không nói rồi. Còn cái quần sọc này là dễ phối lắm. Phối với áo thun đen trơn, form rộng, dấu quần. Với lại áo thun màu trắng, áo thun màu, áo thun kiểu. Đừng có áo thun kiểu. Con này là phối lại, hoặc là áo mà dạng như bẹt vai rồi, ôm body rồi này kia. Nên con quần sọc này đẹp. Quần le này đẹp. Chị Nguyễn Hình lấy quần tây nào chị? Hết rồi. Quần tây nó chứ. Hết quần tay rồi. Chị Ánh Nhung có sọc à? 75.000 quần sọc thì mấy một cái 75.000 thôi. Mấy Mai còn tới tầm khoảng 10 cái đây à. Hết rồi. Bữa là đặt sọc đen, sọc nâu, sọc hồng, sọc tím. Đen, trắng, xám nhiều lắm nhưng mà nó về được cái sọc thôi. Chưa có hàng, cháy hàng luôn á cả nhà. Sọc nhiêu ký vừa em? Con này là free size co giãn chị. Chị 65 kg 6 vừa. Con này nó free size co giãn giùm em nha. Nè. 65 kg 6 vẫn vừa giùm Mai nè. Chất nó mềm lắm chị ơi. Mềm mà nó ôm trọn cái mông đẹp lắm. Free size giùm em. Co giãn free size ha. Ok áo nam. Cảm ơn Hà Phương Linh. Rồi. Áo nam cho Mai con này nha. 40.000. Chị Ti Lê có sọc. Ti Lê có sọc.
40.000 cho mấy con này. Áo tay dài nam, cổ là gài nút. Con này mấy anh mặc lên là bảnh trai lắm luôn á. Form này cho em là 65-70kg vừa, mã rêu. 65-70kg vừa, con này cho em mã rêu nha. 40.000 cho em mã rêu. Chị Yên Phương có sọc. Yên Phương có sọc. 89.000. Bởi em mặc 89.000 chị. Rêu, rêu cho chị Lặng Tịnh Tâm có. Áo này bữa trước mày bán giá 90, vẫn còn ghi giá đây nè. 90.000 nè, nay mày xả với chị 70 luôn. 70.000 cho mai mã khoác. Con này vải thun thun gym ha. Form này cho em mai là size dưới 60, 62kg lại. Tầm 50 tới 62 vừa khoác. 70.000 khoác, 50, 62 vừa. Vẫn còn con một à. 50, 62 vừa cho em mã khoác nha. 70.000 luôn. Khoác 70.000. Rồi áo 88. Áo 88 giùm em dưới 60 vừa. 45.000 cho em. Chị Thu Nguyễn có khoác à. Nếu như nào mà gửi cuối like á thấy trễ trễ rồi đó. À là mới ưu tiên cho khách có đơn rồi. Hết khoác rồi. À, chụp màn hình của Ngọc Nhữ Nguyễn đã ok. Ngọc Nhữ Nguyễn nha, chụp màn hình Ngọc Nhữ Nguyễn. Dạ rồi, chụp nãy giờ. Chị Suy Nguyễn có áo trắng đang cầm. 45.000 trắng. Con này là hàng sale nha mọi người, hàng sale cho nên xưởng nó cắt mạc để người ta biết hàng này là hàng sale á, không có đổi trả được á. Con này cho em mai mấy chị nha, dưới 55kg vừa. 45.000 cho em dưới 55kg vừa. 45.000 cho em mai dưới 55kg vừa. Cái này mã đen. Cái mạc bên trong, mạc bên trong không có vấn đề gì hết nha. Không phải là nó hàng cũ, hàng gì đâu. Tại vì do hàng sale, người ta bán, người ta bỏ ở chợ, người ta bỏ ở chỗ khác á, là giá là 70 mấy ngàn, 80 mấy ngàn, 90 mấy ngàn. Còn cái này là hàng sale xuống cho mình, cho nên người ta cắt cái góc mạc trên cổ áo nè, chứ không phải là hàng cũ đâu nha mấy chị nha. Chị Nguyễn Phương có áo đen à. Nguyễn Phương có áo đen nè, nhưng mà hàng là bao mới, còn mùi vải đồ này kia luôn. Nguyễn Phương có đen. Rồi 55 đôi đầu vừa, chụp đẹp lắm cho mai đen chữ. Mã chữ cho mai con này đi, mã chữ. 45.000 cho mai mã chữ. Cô Tông Thái xịn nha. Mã chữ cho mai. Áo 88 nè, đặt cho đã xong rồi thuê bao, gọi thuê bao không à. 45.000 luôn. Cho mai này mã trắng. Dưới 60kg vừa. Chữ theo Givenchy. 45.000 trắng. 40-60 vừa cho mai nha, trắng chữ theo Givenchy. Rất là đẹp. 45.000 cho em mã trắng. Đen chữ. Đẹp lắm mọi người. Mã chữ thì đen. Đây em mã chữ nha, đen sợ bị trùng. Rồi đen chữ và trắng giùm em. Trời ơi cái hàng này. Hàng trắng chị Mai Chân có trắng à. Mai Chân có trắng. Con này hàng có zip nè. 45-62 vừa. Chữ chị Võ Hằng có. Rồi. Hồ Nhi hết áo 88 rồi. Đợi mấy xíu nha, còn ở đây nè. Con này cho em mã 1989 đi. Mã đen số giùm em cũng được. Đen số giùm em 45-62 vừa cho mày đen số 45.000 luôn. Đen số. Chị Bưng Bưng có áo 1989. Bưng Bưng có nè. Con này là có tông thái NN. Hàng NN nha. Chỗ nó đẹp. 50-65 vừa tím. Phơm phủ bông dấu quần. Chốt tím. Bắp bên bị hết rồi. Chốt tím cho mấy con này tím nha. Phơm phủ bông dấu quần 50-65 vừa tím. 45.000 tím. Con này xinh quá à. Thiệt em thề em mà đẻ xong mà em lấy dáng lại em mặc con này nè mấy chị. Dễ thương, có màu cam sữa. Cam sữa cho mấy con này nha, cam sữa. Cam sữa 40-56 vừa. Tím cho chị Hiền luôn có. 40-56 vừa mai cam sữa rất tốt nha.
Rốt tóc cam sữa cho chị mà xin một món áo 88 đi. Xe 88 cho mấy chị nè. Cam sữa rồi gạch 4056 vừa màu gạch. Màu gạch cho mấy con này màu gạch. Chị thuê trước ngực. Một con 60 quay đầu vừa cho mấy bạn trắng, 40-60 vừa trắng, 40-60 vừa cho mấy bạn trắng. Trắng chữ theo ha. Xả luôn con này 45.000, 65 xả luôn 45. 45.000. Đồ ngủ là đồ gì? Trời ơi. Rồi mấy mã đấy. Cam sữa gạch với trắng ba mã. Cam sữa gạch với trắng. Cam sữa cho chị Khánh Văn Nguyễn. Khánh Văn Nguyễn có cam sữa. Gạch cho chị Ngọc Hương ạ. À. Ngọc Hương có gạch. Trắng chị. Trắng. Chân có trắng. Rồi con này cho em nha mấy chị đẹp nha. Form này cho Mai tầm dưới 57kg vừa ha. 40-57 vừa. Dạ ok chị Mai chân. Ủa em bên tờ giấy Mai chân 90.000 đi. Áo khoác mũi tiêu này của chị á. Yeah. Ngủ lấy ghim nữa hả? Chân ấy thì kêu trường cái không có tiêu không. Em bên Mai chân á. Sẵn chị Mai chân á. Bé. Bên Mai chân 90.000. Quần áo lấy ghi nữa đúng không chị? Em sự đẹp cái quần đó của chị. Chút kiếm lại cho chị quần khác. Rồi mango đúng không? Ok. Ok luôn mango xả luôn. Rồi gấu giùm em nha. Dưới 57 vừa cho Mai nha. 56-57 quay đầu vừa. Rồi 45.000 cho Mai cam gấu nè. Trắng gấu, đen gấu, cam gấu, trắng gấu, đen gấu. Chị Vi Cẩm có cam gấu ạ. Vi Cẩm có cam gấu là hết cam nè. Còn trắng với đen. 40-57 vừa còn trắng với đen. Để xong đứa này qua năm. Để tiếp nữa nữa. Trời đất ơi. Em nói thì kiếm nó đẻ cho em nổi da gà lên rồi chị ơi, rồi nó cục luôn nè. Ở đó mà đẻ nữa. Năm sau em thề với chị luôn là em dắt mà chồng em đi triệt sản cho nó. Năm sau em sẽ dắt nó đi triệt sản. Khổ quá à, phụ nữ khổ quá chị ơi, sanh đẻ một lần. Khổ dã man luôn á. Trắng đen cho Mai nha mấy chị. Trắng cho chị Thi Mai có. Thi Mai có trắng. Còn trắng. Còn. Chị Hà Lê có trắng. Hà Lê có trắng. Chị Như Chân có đen. Như Chân có đen. Còn đen. Còn. Chị Thi Mai có đen. Thi Mai có đen. Chị Hương Diễm có trắng. Rồi còn trắng thôi nha. Còn cái trắng thôi. Chị Ánh Nhung có trắng. Ánh Nhung có trắng, sao không chịu, bắt nó chịu chị. Trời ơi, mình là phụ nữ quyền lực trong nhà mà. Còn trắng. Thế cái này gấu khác, cái này gấu hình khác xíu. Em hồi chiều này á, là em nghe con bé em nó làm ở trong bệnh viện. Nó làm ở trong bệnh viện Từ Dũ á. Nó nói với em á, chị Nhi. Nó nói với em là chị Mai. Chị Mai hả, mai mốt chị Mai đừng để hay mổ. Em mổ chị. Mổ. Em mổ nó mổ lần này lần 3 rồi đó. Rồi 57-58 quay đầu vừa mang con này nè. Em có màu đỏ. Lên cái này xong rồi nhiều chị tiếp nha. Màu đỏ nè. Màu xám chuột nè. Màu xám tay. Màu xanh rêu. Đỏ, xám chuột, xám tay, xanh rêu với màu đen. Rồi 40-57-58 quay đầu vừa. Không có đâu. Dám. Giá mới sợ. Đây nè mọi người, xanh rêu giùm em ha. Rồi 65 xả luôn 45 nha mọi người nha. Xanh rêu, màu xám tay đẹp lắm. Chị Huệ Chí Nhân Võ. Huệ Chí Nhân Võ có đen. Chị Thảo Nguyễn có trắng. Thảo Nguyễn có trắng, hết trắng.
Ủa, sách trắng rồi mà. Mẫu này đâu có trắng. Rêu xám, xám chuột đỏ, rêu xám chuột đỏ, rêu xám chuột đỏ, ba màu. Xám tay. Xám tay á chị, hoa trắng. Màu này màu xám tay đẹp lắm nè. Chị Thi Mai có đỏ. Không chị ơi. Thi Mai có đỏ nè. Chị bắp bên biển hơn nên số điện thoại mới chốt đơn được. Bắp bên biển lấy màu gì? Dạ rêu. Bắp bên biển có rêu nè, lên mai số điện thoại nha. Xám tay nè. Còn rêu không chị? Còn. Còn cái. Chị Xuyên Nguyễn có rêu. Xuyên Nguyễn có rêu, còn xám chuột, xám tay với đỏ. Chị Thảo Nguyễn có xám. Thảo Nguyễn có xám, xám nào ta? Xám không à. Chị Nhi Trân có xám tay. Xám tay Nhi Trân có. Thảo Nguyễn xám. Còn cái đỏ. Số điện thoại bắp bên Nguyễn rồi à. Còn cái đỏ. Chị để mỗi lần ba luôn, cực lắm đúng không chị? Chị dục rồi. Đúng rồi, khổ lắm luôn á. Thì em nghe nói là mỗi lần ba nó đau nhiều hơn. Nghe nói là mỗi lần ba nó đau nhiều hơn và nó biến chứng nhiều hơn rất là nhiều. Nhưng mà bác sĩ hỏi em là có triệt sản hay không. Em nói là không, em không triệt sản. Tại vì mình đẻ một đứa con nó khó khăn rồi mà mình nuôi nó không biết là như thế nào á. Nói chung là sau này không biết như thế nào cho nên em nói em không có triệt sản đâu. Mỗi lần mà triệt sản hả là phải mổ này kia rất là cực. Em nói dạ không, em phòng ngừa. Còn không thì con nhỏ em nó mới nói là sao chị không kêu anh Sen đi làm đi. Anh Sen vô làm rất là nhẹ nhàng êm ái. Tầm khoảng 5 phút là xong thôi. 5 phút là xong thôi mà rất là nhẹ nhàng êm ái, không ảnh hưởng gì hết. Còn một phụ nữ mình là phải mổ. Tại vì phụ nữ của mình là nó nằm sâu bên trong á. Muốn chị xả rồi kia phải mổ. Còn đàn ông là làm rất là nhẹ nhàng, không phải mổ, không phải gì hết. Cho nên mấy chị hả, dụ mấy ổng đi đi, nó nhẹ nhàng lắm. Vô bác sĩ tư vấn cho. Đây, đây em quyết định rồi là em em để cho chồng nó gánh phụ mình chứ. Sao mình gánh hết được. Đúng không mấy chị? Mặc dù là lần 3 rồi. Từ từ. Bắp bên đi chung với đây kìa. Vậy hả chị, hết ham muốn vậy hả? Thì đó chị. Đúng rồi, mồi đẹp lần 3. Mồi đẹp lần 3 rồi. Lần này lần thứ 3 rồi. Cho nên bắt buộc là mổ. Con này đẹp lắm nè. Con này phông to nè, nãy giờ mấy chị phông to ghiền lắm rồi phải không? Nói ước gì mà có cái phông to đấy cho mình chốt ha. Ok, con này phông to giùm Mai nha. 50-65 vừa. 50-65kg vừa giùm Mai, chịu theo đơn giản trước ngực. Rồi, được. Con trai nhẹ nhàng lắm. Muốn có con lại chỉ cần mở ra thôi. Như là thắt. Gọi là thắt. Thắt cái đó thì ở đây không biết là có những... Thôi, không nói đâu. Nói chung là em cũng được giải thích rõ ràng rồi. Thì thấy cũng ok, đàn ông làm, nên để đàn ông làm đi mấy chị. Thật sự khuyên mấy ổng làm đi, nó nhẹ lắm. Mà nó không ảnh hưởng gì tới phụ nữ của mình hết. 50-65kg vừa cho Mai nha, chữ theo trước ngực, chữ B nè. Đó, ok mà tím nhạt. Màu tím nhạt. Đúng rồi chị. Con này vải bẻo bẻo quá, xấu quá. Tím nhạt, trắng, đỏ, đen. Tím nhạt, trắng, đỏ, đen và cam giùm em. Chị Lê Kiều có hồng ạ. Hồng lại nè. Hồng B á, hồng chữ B nè. À, màu hồng, màu tím nhạt nha. Tím nhạt cho Lê Kiều. Cái màu vải này nó không đẹp mọi người nha. Em bỏ qua bên đi. 50-65 vừa, trắng, đen, đỏ. Tự nhiên nó vô dính vô cái màu đó không đẹp. Trắng, đen, đỏ giùm em. Thôi đặt cũng ok mà chị đặt vòng ba. Dạ. Em đặt vòng. Em sau em đặt vòng. Tím nhạt Mai hết rồi, còn trắng, đỏ, đen. Tím nhạt Mai hết rồi mọi người. Trắng, đỏ, đen. Hai chút đen kìa. Cam vải không đẹp, Lê Hồng Vân ơi. Đổi màu về Mai đi. Đen chị Thiên Trang có. Rồi ăn trắng với đỏ nha. Còn trắng với đỏ. Cam đã nè. Không phải cam xấu lắm, cam bỏ rồi. Còn trắng với đỏ cho mọi người. Còn trắng với đỏ về Mai ha. 45.000 xả 45.000 trắng với đỏ.
Rồi 45.000 cho mai trắng quay đỏ. Đây nè. Dạ bộ em mặc 89.000 các chị, có bán chứ. Chứ này mai trắng mai đỏ, bộ em mặc 89.000. Form phi size 45-65 vừa. Áo 88 em còn khoảng tầm 17 cái ở đây là hết đi nha cả nhà. Mẫu này là hơi bị đẹp luôn. Con này là hơi bị đẹp luôn nha. Tay chạy hai viền nè. Free size dùm mai với chị nha. Free size dùm mai 65kg quay đầu vừa. Free size dùm mai 65kg quay đầu vừa rồi. Màu xanh lá. Màu xanh lá ha. Mẫu này bữa chốt hơi quá tay. Vi Cẩm. Vi Cẩm có bộ mặt. Ok Vi Cẩm nè. 89. Đúng rồi bộ mặt 89. Trắng. Nhưng mà chỉ nhân vỏ có xanh. Vậy chỉ nhân vỏ có xanh. Đúng rồi. Chị. Ôi nên lỗi cho em chứ. Trắng cam, lá cẩm và xanh. Chị Phương Trần Thị có trắng à? Phương Trần Thị có trắng. Trắng cam lá cẩm và xanh. Chị Hoài Chí Nhân Võ có trắng. Hoài Chí Nhân Võ có trắng. Còn trắng. Trắng cam lá cẩm và xanh. Chị Ánh Nhung có trắng. Ánh Nhung có trắng. Bộ mặt như tí vừa chứ. Phi size 45-65 vừa. Ui em có màu ngọc nè mọi người. Mọi người ơi mọi người có màu ngọc. Con này là mấy chị mặc không giống quần á. Nhỏ nhỏ con á mặc lên cũng xinh lắm nha. Cái kiểu này đang rất là hot, hồ một hà. Áo này gọi là áo hồ một hà đó mọi người. Hồ một hà với lại của Bin á. Mấy chị mà nghe rap không? Rap Việt á, đó Bin á. Bin nó cũng mặc áo này nè. Thêm trắng hả? Rồi hết trắng luôn nha. Chị Hội Chí Nhân Võ thêm trắng, hết trắng nè. Ngọc giùm ai đi. Chị Hội Chí Nhân Võ ngọc. Ngọc. Chị Hà Lê xanh ngọc 3 cái. Đủ. Đủ đủ. Chị Hà Lê xanh ngọc có 3 cái à? Cho 3 cái Hà Lê có. Đủ luôn. Rồi cam tím. Cam với lá cẩm nè. Màu cam giùm ai ha. Màu lá cẩm nè. Cam lá cẩm free size, mặc đóng thùng cũng dễ thương lắm nha. Bào ngư ngọc còn chị. Rồi hết xanh ngọc, bào ngư xanh ngọc là hết xanh ngọc nè. Rồi mai còn màu lá cẩm, màu cam, màu xanh lá. Còn ba màu nha, cam lá cẩm xanh lá. Lá cẩm. Ánh Nhung có lá cẩm. Ánh Nhung có lá cẩm. Còn. Chị Hà Lê có lá cẩm. Hà Lê có lá cẩm. Rồi hết lá cẩm luôn nha. Còn đứa xanh hồ ngọc hà không? Còn xanh lá hết rồi. Còn xanh lá với lại đứa hồ ngọc hà hả? Hết rồi. Có ai có lẻ không kìa? Có nào lẻ không kìa? Lá cẩm nè. Còn cam, cam. Cam với xanh giùm ai. Cam này cam tươi cho mọi người. Cam này mặc lên mình trẻ lắm. Chị đi đi tú có cam. Kia tôi có cam, cam này cam, cam tươi mà lên nhìn rất là trẻ. 45.000 à, trời ơi hôm nay xả banh kho luôn. Cam, mọi người chúc cam đi, đẹp lắm. Mai thích màu cam. Mai vẫn thích màu cam, năm nay vẫn còn hot trend màu cam nha. Cam xanh. Đó, xanh. Chị Ánh Nhung có xanh. Ánh Nhung có xanh nè. Lên quần đen chị xanh. Chị Hương Lê có xanh lạ. Hương Lê có xanh. Còn một cái xanh, ba cái cam. Còn một xanh, ba cam. Còn một xanh, ba cam nè. Rồi hình như là mẫu này mẫu cuối cùng. Thêm xanh Huệ Chí Nhân Võ ok chị. Hết xanh luôn. Em còn cam thôi nha, hết xanh luôn còn cam thôi. Để băng gồm quần dài đi chị. Rồi cho mấy ít quần dài đi. Mang quần dài đó. Mang quần dài hàng của Win đó.
Tôi chiều em lắm luôn á nha. Chia sẻ cho Mai với. Mẹ áo cuối cùng xanh đỏ hả? Không, nó đâu phải là xanh ve chai đúng không? Con xanh này nè, không phải xanh ve chai đâu. Kiểu như xanh lá đậm á. Đúng rồi. Ở trên nóng rút, nó rút ở dưới cho nó sập chơi vậy. Điên. Mới nhét vô lỡ em nhét cái cục cho nó trụ. Thấy chưa? Quýnh nó được chưa? Cái này cho Mai mấy chị nha, 4562 vừa. Đó. Xanh lá ok chị, Phương Lê. 4562 vừa cho Mai con này. Rồi, như đó được rồi. 45-62 vừa nha. Mã em có màu này, màu xám chuột. Xám chuột nè, xanh lá nè, cam, lá cẩm, hồng sen, xanh ngọc, trắng. Rồi hết màu. Bộ mặt 89.000. Con này cho em là màu xám đen chứ màu đen chị. Con này cho em màu xám đen chứ màu đen. Rồi mọi người chốt thêm đi, màu xám nè, màu trắng nè, màu ngọc, màu hồng sen, màu lá cẩm, màu cam, màu xanh lá. Ngọc đẹp lắm. Ngọc đẹp lắm mọi người. 65, 6, 45 luôn, hàng 88. Trên 45 và dưới 62 vừa nè. Chốt nè, xịn dễ sợ luôn. Chúc em. Hương Lê có xanh lá. Hương Lê có gì? Không phải, Hương Lê xanh lá còn bên trước. Xanh lá nha đúng không? Dạ đúng rồi. Là bỏ Hương Lê. Bỏ Hương Lê. Y vi cẩm có đen. Y vi cẩm có xám đen nha. Y vi cẩm có đen nè. Chị bắp bên biển có ngọc. Bắp bên biển có ngọc. Chị Phạm Lan có xanh lá. Phạm Lan xanh lá. Chị Hồ Nhi có xanh ngọc. Hồ Nhi có ngọc. Chị Hân Hân có hồng. Hân Hân có hồng. Chị bắp bên biển có xanh ngọc. Rồi. Nãy cho xanh biển rồi. Ngọc. Chị Đông Hương có xanh lá. Đông Hương có lá là hết lá nha. Rồi Đông Hương có lá là hết lá nè. Chị Lê Hoàng Vân có ngọc. Lê Hoàng Vân có ngọc. Còn ngọc gì? Còn Phương Trần Thị. Chị Phương Trần Thị có xanh ngọc. Phương Trần Thị có ngọc. Bỏ bắp bên biển nha chị. Bỏ bớt một tờ. Chị Hồ Nhi có lá cẩm. Hồ Nhi có lá cẩm. Còn ngọc cam, lá cẩm với trắng. Còn ngọc cam, lá cẩm với trắng. 4562 vừa. Ngọc cam, màu ngọc đẹp lắm. Con này nó phơm nó vừa nửa mông, hơn nửa mông của mình tí xíu á. Rất là đẹp nha. Ngọc nè, trắng nè. Trắng chữ đỏ. Lá cẩm chữ vàng và mai chữ đơn giản ha. Màu cam. Rồi còn như đây màu. Như đâu vậy mai ha? 45.000. Ngọc đẹp lắm luôn á mọi người. Em ngồi cái đó chị không? Là bắt bên không? Ngọc đẹp lắm luôn á. Rồi mango. Mango nha, mọi thứ còn ít à. Buồn ghê luôn á mango mấy đợt trước về đợt nào. Đợt trước về đợt nào cũng về hả? Cháy hàng hết trơn á. Đợt này sao về chậm dễ sợ luôn. Rất là đúng chuẩn mango xịn sò, không nhăn vải, rất là mềm, dày, mát. Mango đúng chuẩn mặt, rất là mát nha. Cái này xanh ngọc mà. Phương cô nói nè. Cái đó xanh ngọc. Phương Trần Thị xanh ngọc. Vậy là còn thiếu một cái xanh lá. Nãy đọc hai cái xanh lá mà. Kiểm lại cái xanh lá, chữ B nãy coi. Đông Hương. Đông Hương có rồi. Phương Trần Thị. Đông Hương hả? Dạ. Chưa. Đông Hương chưa có. Kiều My Ngọc kìa. Chị Kiều My có ngọc. À, đi đơn với Lê Kiều. Rồi. Túi cho Mai nha mấy chị nha, mango. Vải siêu đẹp. Nói chung là gờ chắc là mê. Ủa Đông Hương rồi. Ủa Đông Hương xanh gì? Tôi nói mà. Con này
cho em mai mấy chị nha. Cổ sen tay phòng, cây gầy tay nút nè, cổ sen tay phòng ha. Rồi Diễm Chương có cam. $45,000 cam Diễm Chương có. Ok chị. Xếp này cho Mai nha, sale luôn mấy chị. Trên 40, dưới 62 ký cho Mai vừa. 60, 62 quay đầu vừa nè. Đen phía sau là gì? Mã loan đen cho Mai con này, mã loan đen. Loan đen, loan đen, loan đen. Xả luôn mấy chị, 85,000. Có đúng 2 bộ à? 3 bộ. Loan đen nha, 115 mà xả luôn 85,000 con này. Đẹp lắm. Ở nhà mặc siêu sang, chất rất là mát. Nếu như mọi người mà muốn mà tay nó cao lên, mọi người gài nút xích cao lên đi. 85,000 mai loan đen, lỗ. Lỗ nặng luôn. Loan đen đúng 3 set. Lê Hằng có loan đen. Lê Hằng có. Chị Hoài Chí Nhân Võ có loan đen. Hoài Chí Nhân Võ có. Còn đúng một cổ cuối cùng. 85. Xả 85,000. 115 á. Xả 85,000 á. 115 là giá mày bán đó nha. Giá mà mấy bạn khác bán là tầm khoảng giá 125, 129. Chị Trang Nguyễn có loan đen. Hết loan đen, à, còn bộ loan đen Trang Nguyễn có. Còn sót một bộ đây nè. Chốt cho em Mai bảo loan đen đi mọi người. 85. Còn một bộ loan đen. Ngọc Nhẫn Nguyễn có loan đen. Ngọc Nhẫn Nguyễn có. Tay ngắn hả? Tay ngắn có 2-3 mẫu à. Con này cho em là siêu sang. Siêu sang luôn nha. Chắc mà phải lấy một bộ này mai mặc quá. Thật á, ghiền luôn á mọi người. Sát thiết kế của Queen nè. Túi nè. Vải satin. Ở trên là nó Latin. Ở đằng sau nó là mango. Đẹp chưa? Nó làm cái nền đẹp lắm. Ở đằng trước là Latin nha. Latin. Đằng sau là mango ha. Trời, bộ da này để lại dành một bộ mặc đi. Nó đẹp quá. Bộ này bên cạnh hả? Rồi đợi chị xíu nha. Đùi với ngố ấy, bé gái ơi. Nó đẹp giả man luôn á mọi người. Nâu da dùm em. Xả 85,000 là đau từng đoạn ruột luôn. Cắt từng đoạn ruột luôn. Nâu da cho mấy con này. Phơm dưới 60, 62 quay đầu vừa. Đẹp lắm. Nâu da nha, họa tiết lên bao sang. Màu nâu tay với nâu da đó. Chốt là nhận hàng là ghiền. 85,000 cho Mai đi mọi người. Nâu da 85,000 cho Mai ha. Đẹp lắm, phía trước là Latin nè, phía sau là mango nè. Nâu da chị Nguyễn Phương có. Nguyễn Phương có nâu da. Chị Huệ Chí Nhân Võ có nâu da. Huệ Chí Nhân Võ có. Còn bộ Lê Hằng. Thấy Lê Hằng không? Đâu. Không có Lê Hằng. Lê Hằng có nâu, nâu da. Đó là hết nha, để coi đi còn. Ủa là sao gửi nha. Cắt. Nó quấn á. Nó bị dính vô thì cắt kìa. Anh chị rút hai màu đi. Nâu da còn. Thử nha. Ô. Cái nâu da mọi người. Em tính là bộ em mặc mà không có luôn, em để lấy bộ khác. Hết nâu da. Nãy nó giao ra chút gì không?
nhiều hả? Thế nó da nhưng mà còn màu khác cũng đẹp lắm nha. Tính dấu á, mà thôi để lên luôn. Rồi để mà lên con này cái đã, màu xanh. Xanh à, xanh này. Xanh dương giùm ai nha. Xanh dương nè, cái nền hoa nhỏ, hoa cúc nhỏ ha. Xanh dương giùm ai con này, tay ngắn. Ui tay ngắn nè, vải mango chuẩn xịn luôn. Con này da mai cổ, cổ sen, tay ngắn và tay phồng. Đó. Cổ sen, tay ngắn, tay phồng giùm em nha, có hai màu xanh dương và xanh lá. Rồi 85.000 giùm ai con này. Cổ sen tay phồng mọi người. Chất mặt mát lắm, chất mặt siêu mát, giảm giật thoải mái. Bao đẹp luôn á. Cổ sen tay phồng nè. Xanh dương và xanh lá hai màu. Xanh dương và xanh lá giùm em. 115 xả luôn con này 85.000 cho mọi người nha. Chị Hoài Chí Nhân Võ có xanh dương. Hoài Chí Võ xanh dương. Chị Kim Loan có xanh lá. Xanh lá nè. Lá xinh lắm, lá mặt lên xinh ha. Mai chị ấy. Trời, không em. Dạ được chị Đông Hương, em đổi địa chỉ nha, có gì chị nhắn qua giúp em nhắn địa chỉ cho chị. Rồi xanh dương xanh lá cho Mai con này. Dưới 62 cái cho Mai vừa. Đây nè mọi người. Xinh lắm nha, cổ sen tay phòng mặt đây là cực kỳ xinh, cực kỳ sang. Cho em mã lá và mã dương. Chị Hoài Chí Nhân Võ có xanh lá. Xanh lá xanh dương em hai màu 85. Hoa nhí chuẩn mango xịn sò. 85.000 bộ mango. Không tin luôn á mọi người. Chị có không tin luôn. Xanh lá xanh dương thì mai ạ. Rồi con này cho em Mai. Nè bao bì của Win nè. Nó dập logo trên bao bì như thế này là người biết hàng như thế nào rồi ha. Không có chỗ nào mà hàng sale mà nó làm logo mà trên bao bì như thế này cho mình luôn. Chỉ có những cái hàng mà gọi là cao cấp. Hàng gọi là cao cấp đó, mới dập logo như thế này thôi. Logo mặt Win nè. Cho nó không phải giới thiệu nhiều nữa, nó thật. Nhận hàng là chất là ghiền liền. Màu hồng giùm em nha. Ở dưới chân nè. Ôi ôi nó đẹp. Cái màu hồng này là đổ lòng, đổ gục biết bao nhiêu nàng luôn. Chốt em mã hồng. Hồng. Đẹp quá mọi người ơi. Hồng giùm ai hồng. 85.000 hồng. Quần ngố đen bé yêu ơi. Xanh là phơm dưới 60 số 2 kg giùm em vừa hết đó chị. Bé My mua cả chục bộ luôn á. Diễm My á. Diễm Chuông đi chung với Diễm My 725 với Heo Vàng Lê đúng không ạ? Bữa bé My mua cả chục bộ luôn, đẹp lắm. Rồi con này cho em Mai nha, màu hồng. Số lượng có hạn nha. Xanh nhiêu ký? Trả lời rồi. Chị Hoài Chí Nhân Võ có hồng. Chị Y Vi Cẩn có hồng. Hồng cho em Mai đi, có mấy cái à? Hồng em với cảm có, Nguyễn Thiên Võ có. Quần ngố nè em 79.000 nè. Bộ đang mặc dạ 45-65 vừa giùm em. Quần giáo tay dài bộ mặc nhà chị. Con này cho em quần giáo tay dài bộ mặc nhà 89.000 cho em bộ đang mặc. Hàng Quảng Châu. Quần ngố là có size từ 40-67kg vừa. Ngố là chất vải u mì co giãn dày nha, chất u mì nha. 40-67kg vừa giùm em. Nó có nhiều bản lưng lắm. 79.000 cho Mai mã ngố. Có sao 7kg không? À bộ hả chị? Bộ sao 7kg không có. Quần sao 7kg có nè. Ngố nè. Sao 7kg em có quần. Rồi em còn mã hồng. Tình yêu lấy hồng, cơm em mã hồng giùm em. Mã này cho em đốm trắng, tay ngắn quần dài, vải mango giùm Mai ha. Tất nhiên là nó có túi rồi. Đốm trắng giùm Mai, cổ sen tay phồng. Cho Mai này mã đốm trắng. Lấy em hai cái quần mẫu kiểu khác nhau 57kg. Ok Kiều My, quần là nó 79.000. Anh nhớ chút sọng quần. Rồi đốm giùm em nha, còn đúng một bộ duy nhất đốm trắng. Quần không có dài hả chị? Quần dài hết rồi Vi Cẩm. Chị Huệ Chí Nhân Võ có đốm trắng hả? Mã này cho em mã đen.
đen báo, tay dài. Bông trắng không? Bông trắng còn không? Mã này mã đen. Còn lấy một bộ. Đen nè mấy chị, đen tay dầu dài. Trời ơi đen nó sang. Hết đốm trắng rồi nha. Ôi bộ bikini đó của chị. Chị để trên giường cái gì quá. Đen giùm em nha, đen nha mọi người. Đen của pyjama nè. Cái nút nó cũng đẹp nữa. Chị xì châm có đen à. Xì châm có đen nè. Vậy chứ không bỏ có đen. Chị Hoài chứ nhân vật có đen. Hoài chứ nhân vật có đen. Bù ghê luôn á. Giống như cái này là em lên hàng cho chị Hoài chứ nhân vật coi. Mấy chị ơi, có làm ăn gồ không? Để biết bao hoàng xẻo khác. Chị Sương Diễm có đen. Sương Diễm có đen. Khoan con coi còn không? Đen báo nè. Báo rồi. Một chung với mã. Nó đen nha mọi người. Ơi, đốm trắng còn. Kéo xuống đốm trắng còn bộ. Khách có số chưa? Chỉ có loại Hoài Mỹ có đốm trắng. Hoài Mỹ đốm trắng có nha. Rồi hết đen. Con này cho em mã trắng đi mấy chị. Trắng cho mấy con này nè. Đẹp ghê chưa? Kha kha kha. Ai gửi lên hồi thần gì uống gì. Trắng cho em Mai nha, trắng giả mang. Mấy bạn ở nhà mặc bộ này giống như là gọi là giống như là đang thu tiền góp á, thiệt á, sang. Sang cực kỳ luôn. Trắng nha. Đốm trắng Hoàng Mỹ có, Hoàng Mỹ có. Rồi cho Mai là mã trắng. Họa tiết trắng giùm em, dưới 62kg giùm Mai vừa. Đẹp quá. Bộ pyjama nè. Chị ơi, hỏi chiến nhân vỏ có trắng, chị Đông Hương có trắng. 40-62 vừa giùm em. Hồng này còn. Dâu tím. Chị mới có rồi em. Rồi mã này mai dâu tím. Họa tiết cái dâu nha. Họa tiết cái dâu thì mai thấy trên cherry à. Con này dạng tay phòng, gài nút tay phòng. Rất là sang luôn. Chị Họa chứ nhân vật có dâu tím. Dạ đúng rồi. Thiết kế này bán cao lắm. Tại vì mai xả lỗ. Thật sự là mai lỗ luôn á. Mai không có lời đó chị, mai lỗ con này á. Về số lượng nhiều cho nên xả ra. Tím cho mai. Đen này như còn có một bộ nè. Đen này em còn có một bộ một à. Trời ơi nó sang. U là trời ơi trời ơi trời. Đen. Ủa? Đen còn nhiều. Gì hả? Đen vậy mày. Con này mày có hình luôn á. Chị nào sĩ cần hình em gửi hình cho. Ủa bữa hình ở đâu ta? Đen chị Huệ chứ nhưng mỏ có. Dạ. Em biết mà. Em biết mà chị Cẩm Nguyễn. Chị muốn đâu không mà chị không ủng hộ em Mai đâu. Chị Đỗ Tường Anh có đen. Đỗ Tường Anh có đen. Chị Yên Phương có đen. Yên Phương có đen. Mẫu khác vui. Đen gì mai con này. Đẹp quá ha. Nói mà. Dạ. Nói hả? Mọi người thấy qua em mẫu này được không ạ? Trời ơi, đen có bộ nha. Là beo. Mọi người ơi, mấy chị chốt sau Đỗ Tường Anh nè, với lại chị Uyên Phương đổi qua màu này giùm em được không chị? Con này nó cũng sang lắm luôn nè.
Con này cũng xe lắm luôn nè chị, đổ bông bông này giùm em được không ạ? Được, ok giúp em nha. 85.000 rẻ quá mà. Mấy chị mua một bộ 89. Ủa 89 hả? Trời, nó bớt nữa mà. Mấy chị mua một bộ là lỗi biết bao nhiêu luôn á. Nè, họa tiết này là giùm em nè. Đổ bông này ok giúp em nha. Số 3.000 hết rồi. Nhưng mà chị như vỏ có đen hoa. Họa chứ vỏ có đen hoa. Vân Vân có đèn. Vân Vân có đèn. Ok. Rồi, Info ok. Bỏ tôi đang đợi giùm em luôn ha. Rồi, tiếp theo giùm em. Mã này mà chị không chốt là tiếp nha. Quần le sập với đen còn không chị? Còn sọc An Nhiên ơi, mới về sọc mà chưa có về đen. Rồi mã này cho Mai với chị vải mango. Trắng họa tiết rất là sang. Vải mango thì Mai nha, trắng họa tiết rất là sang luôn. Chốt cho em mã trắng. Cổ sang. Tây phòng. Màu này lên là bao sang luôn. Chị Kim Loan có trắng. Cái trắng này luôn bé. Cái đó mấy bộ đúng không? Dạ. Đen đó mấy bộ? Ba bộ. Ba bộ. Trắng này như còn mà. Trắng cho Trang Nguyễn. Trắng đi cả nhà. Ly Nguyễn Mai đồ của em còn hơi rồi. Ok Ly Nguyễn, chụp hình Ly Nguyễn lại. 85, 89 ngàn. Lộn. Chị Nguyễn Thùy có trắng. Chị Hoài Mỹ có trắng. Trang Nguyễn như bộ rồi chị. Màu trắng á. 4 bộ. Trang Nguyễn có rồi không? Mấy ba thôi. Dạ rồi. Trắng với mấy con này. Mang gồ. Chị Thanh Nguyễn có trắng. Thanh Nguyễn có trắng. Đẹp lắm mọi người. Vậy chứ em vỏ đâu rồi, có lấy chưa chị? Trắng này chứ lấy chưa? Trời ơi, cái set này họa tiết này rất là sang nha. Họa tiết này sang lắm. Chị An Nhiên có cái quần sọc 75 nghìn. An Nhiên quần sọc 75 ok. 89 em. Chị Họa chứ như vỏ có trắng. 89, 115, sợ 89. Vải mango dùm Mai. Quần tất nhiên là có túi ha. Con này dây mã loan nâu. Mã nâu thì Mai cũng được. Tay ngắn luôn, loan nâu thì Mai tay ngắn. Cổ sen tay phòng. Hàng thiết kế nha. Thế này sẽ thiết kế. Khách bên nhà Mai là mua chỗ khác 25.000. Không có chỗ lên, không có chỗ xuống đâu. 89.000 quá rẻ, quá bèo luôn mọi người. Chị Hoài chứ nhân vỏ có nâu. Nâu thì mấy con này. Nâu. Nâu vàng nè. Sang lắm. Loại mango xịn nha. 89.000 nâu. Chị Ngân Huỳnh có nâu. Ngân Huỳnh có nâu. Chị Vân Vân có nâu. Ok chị Vân Vân. Lấy chị câu còn tổng chị Mai. Dạ. Chị Ngọc Nhẫn Nguyễn có nâu. Chị Nguyễn Thùy có nâu. Ngọc Nhẫn Nguyễn bấm thôi. Ngọc Nhẫn Nguyễn có rồi. Chị Xuyên Nguyễn có sọc nâu. 4.000 rồi cưng, chạy chị bốp lộn. Có 4.000, sẽ xích nhau 4.000 à nha. Có 4.000 thôi. Rồi lên mạng nâu gì Mai đi ạ. Chị Phương Trần Thị có nâu. 4.000 mà còn lỗ đó. Con này là nhập 95.000 đó. Nhập giá vốn là 95.000 đó. 4.000 vẫn còn lỗ đó tình yêu ơi. Bán 89 vẫn còn lỗ. Nâu em còn bộ cuối cùng. Nâu còn bộ cuối cùng. Sau đi cho bầu nha. Bầu lẫm cẩm. À nghe đồn. Nghe đồn vaccine, chích vaccine nhiều với lại bị Covid nhiều. Bị Covid á là bị ăn cái chất xám trong não mình. Cái ghê thiệt. Rồi, còn mã gì nữa không?
Nâu, ok chị Phương Trần Thị. Phương Trần Thị có nâu rồi ạ. Ừ, còn cái kia. Ừ, cái chân cụng á. Mã này như chưa lên bao giờ luôn. Hình như cái mã này là chưa lên bao giờ luôn. Con này nè, con hoa này nè, trắng hoa này là chưa lên bao giờ luôn. À chị Đỗ Thương Anh, con quần sọc em quên, sorry chị yêu. Quần sọc này chị, quần le sọc giùm em ha. Quần le sọc, le sọc giùm em con này. Mấy chị phối với lại những cái áo mà dạng phơm rộng phủ mông á. Phối những áo hình hình phơm rộng phủ mông á lên với quần le này rất là dễ thương nha. Con này chai mai nè, 75.000 cho mai con này. Chất của nó là chất bo rip. Chất bo rip nha, co giãn nè, rất là mềm và giãn. Mặc tới đâu là ôm tới đó. 75.000 cho mai con này thôi, 75.000 nha. Lưng cao vừa. Mấy chị mặc vào áo rất tốt cũng được. Mặc áo phơm rộng phủ mông cũng được. Gắn le. Con này nè, mấy chị nhìn cái phơm quần giúp em nè. Nhìn thấy phơm quần thấy đẹp rồi đúng không? Chứ không phải nó cứng và nó không phải là cứng mà nó dạng như đứng lên phơm mà. Nó đứng phơm xịn lắm. Lai sập cho em mai. Rồi Nguyễn Huỳnh, Nguyễn Huỳnh còn một nâu nào không ta? Nguyễn Huỳnh có ok. Mã này cho mai trắng hoa nè. Nguyễn Huỳnh có số điện thoại chưa, lên mai số điện thoại nha. Trắng hoa mà con này trắng hoa. Nguyễn Huỳnh có rồi chị. Rồi Nguyễn Huỳnh có nâu. Đẹp cái chưa, ở dưới chân nó viền chữ nè. Thì cái con này mấy chị mua 89.000 là quá hời luôn, không có chỗ nào bán 89.000 bán lỗ với mai đâu, mấy thật. Không ai bán lỗ đâu. Rồi lên cho em mã này, trắng hoa vậy mai ha. 60-62 quay đầu vừa. Trời nó sang. Xé này gọi là xé thiết kế nha, nhìn vô là biết thiết kế liền. Không có đụng hàng đâu, yên tâm. Trắng hoa. Mấy 47 mặc mang guốc lên. Trắng hoa gì mai? Trắng hoa chị Yên Phương có. Đẹp ghê chưa? Chị Diễm My có. Diễm My có trắng. Diễm My nãy giờ đến trễ quá. Nãy nay chị sale bộ satin nè, bộ mango nè. Trắng hoa gì mai ha? Trắng hoa, trắng hoa. Nó đẹp giả mang luôn á mọi người. Xịn sò, đẹp giả mang luôn, trắng hoa gì mai. Trắng hoa nha. Đẹp, đẹp lắm chị Loan. Rồi mã này cho mai Loan nâu. Mấy giờ rồi ta? Loan nâu hả? Cái gì? Gần 11 giờ. Gần 11 giờ? Dạ. Trời ơi. Máu lửa dữ vậy luôn hả? Ai biết cái này chị đang bán. Loan nâu đi mọi người. Có hai con nhân viên nhiệt tình như muốn nữa. Không ngủ gì hết. 85 em yêu ơi. 89. Ủa lộn 89. 85 chút bà nói. 89.000. 89.000 cho mai mà Loan nâu nha. Dạ chị Loan Nguyễn. Loan nâu cho mai 89.000. Ôi trời đất ơi, 11 giờ luôn á hả? Không 10 phút nữa. Lai nâu về chứ Nhân Võ. Em bóp giúp mai nha Huyền Nguyễn. Nhỏ lên lẹ lẹ đi, còn vài mã lên lẹ lẹ luôn đi. Em lên lẹ lẹ xong mới xuống nha. Trễ rồi mọi người, cho mấy bé nó về nữa. Tội nghiệp nãy giờ nó khóc tiếng miên ở đây nè. Nó khóc trong lòng. Rồi trắng. Trắng với mấy con này họa tiết hoa. Họa tiết hoa nha, họa tiết hoa đen đen. Chốt mai mã trắng. Thôi cái này để buổi sau lên tiếp ha. Lên mã trắng đi mấy chị. Trắng cho em mai. 62 quay đầu vừa trắng. Trắng chị Diễm My có. Diễm My có trắng. Chị Hoài Chí Nhân Võ có. Rồi trắng. Tay phòng nha. Tay phòng cho em mã trắng. Rồi. Chốt trắng giùm em. Kim dầu. Loan có. Kim Loan có trắng. Cho mãi dâu. Dâu cái dâu.
cho táo. Rồi táo xanh, táo đỏ, táo xanh còn một bộ nha. Táo đỏ, con này ra mà táo đỏ. Táo đỏ cổ hai lá, táo đỏ cổ hai lá nè, kế cho mấy con cổ hai lá táo đỏ. Táo đỏ cho mấy con này 89.000 ha. Rồi táo xanh, táo xanh là cổ một lá, hiện lương trắng, trắng bông, trắng bông á. Rồi táo đỏ, táo xanh, chút mango xịn. Táo đỏ mấy còn nhiều nha, táo xanh còn một bộ thôi. Chị hỏi chứ nhân vỏ có táo đỏ. Táo đỏ thì chứ nhân vỏ có, là cổ hai lá là đẹp ghê luôn. Chị Nguyễn Trang có táo đỏ, cổ hai lá ha, tay phòng cổ hai lá. Diễm My có táo xanh, chị Mỹ Hằng có trắng hoa. Chị Linh Trần có táo. Hết luôn, hết táo luôn nha mọi người. Rồi còn hai bộ đen là mất luôn. Đen á. Ờ, ôi nha con nè. Trời ơi. Trời. Trên trần táo có, táo đỏ có. Nè táo xanh. Đen còn hai bộ nè mọi người ơi, mọi người. Đen giùm mấy nha, đen còn hai bộ nè. Nãy chị nào chú chốt được đen, chốt đen giùm em. Mọi người ơi, chốt xong rồi ngày mai đừng có xả nha, tại vì hàng này mà đã xả rồi. Mọi người chốt chắc giùm mấy với nha, giùm mấy đen. Đen còn đúng một xét. Lê Vân có đen. Lê Vân có đen, hết đen. Hết luôn hả? Rồi, lỡ rồi, lên bộ cuối cùng luôn. Chị My có lấy thêm á thì coi lại like giúp chị nha. Mấy chị có lấy thêm coi lại like giùm em ha. Tua la lại giùm em, tua la lại giùm May. Còn May tại vì một số mã mà còn á. Tay da, tay dài, mango xịn. Nè, họa tiết xanh, trắng. Con này đẹp lắm. Nè, họa tiết nha, hoa văn á. Hoa văn của Pyjama. Rồi, chứ mày mã trắng. Trắng như mấy con này. Chốt bao dày, bao xịn luôn. Nói chung hàng thiết kế mọi người yên tâm. Chốt khỏi lo ha, tay nó viền nè. Trắng. Em có theo một bộ đen của Diễm My và còn một cái đen nữa mà. Còn cái đen nữa bé. Đen Lê Vân chưa anh? Trắng với mấy con này ha, trắng. Tay viền nè, rồi chúng ta trắng ha, ok. Mã cuối rồi mọi người, mã xuống like nha. Cảm ơn mấy chị đã ủng hộ Mai. Ngày mai sẽ có nhân viên gọi để chúc đơn cho mình. Tối mai lên bộ thông thái. Tối mai lên bộ thông thái nha cả nhà. Rồi trắng giùm em. Còn nhiều họa tiết đẹp lắm. Nhưng mà trễ rồi, mọi người có chịu khó coi like lại giúp em ha. Chúc thêm đi, 89.000 quá rẻ luôn. Chị mua sỉ 300-500 bộ chưa có giá này. Mua từ 300-500 bộ chưa có giá này đâu. Chị có mình mai bán với mấy chị là xả banh nóc luôn á. Tại mai về ngố rất là nhiều. Mai về bộ khung rất là nhiều. Mai xả hàng để chống kho. Ok ba cả nhà nhé. Dạ ok, chị hỏi chứng vỏ ba tính yêu cho mình. Inbox với chị Ngọc Linh Vương. Chị nào giữ đơn inbox hoặc là chủ động nhắn tin cho số chúc đơn thì mai ha. Ok ba cả nhà. Thông đá em chưa có Ngọc Nguyễn. Chưa có hàng. Thông bữa giờ cháy hàng. Thông đá mai chưa có. Ba cái này sắp tính yêu. Ô nãy có cái xanh ngọc đây đâu mà ta. Rồi nó bị lỗi. Ê, dây điện lại chụp cái sân nhọc luôn. Lỗi, lỗi, lỗi. Ok, ba ngủ ngon ạ. À.